Chào cả nhà nha. Hôm nay em sale sốc luôn. Ai chia sẻ like cho em nha. Em bán tặng cho mình với cái giá cực kỳ sốc là 50.000 một bộ đồ như em đang mặc. Gấm Nhật loại 1 cao cấp nha. Chia sẻ cho em nha cả nhà ơi, được 20 khách lên trên like là em sale cho mình liền ha. Bán giá tặng 50.000. Quá đỉnh. Có chia sẻ like có đơn nha cả nhà. 20 người đổ lên em mới sell lô này nha. 1-2 người không có sell. Chia sẻ like càng nhiều người vô xem em càng sell cho mình nha. Ôi trời trời, ghê chưa, ghê hồn chưa. Hôm nay trên like ai chia sẻ like cho em nha, được 20 khách là em lấy lô này ra em sell cho mình liền lô 50.000. 20 người đổ lên em sell cho mình nha cả nhà ơi. Có chia sẻ like mới có sell nha. Ai đang vô like xem like mình chấm chấm bài giùm em nha. Em bán giá tặng sốc cho mình luôn. Chia sẻ like giùm em cả nhà. Chia sẻ like là có đơn nha. Chia sẻ like em sale cho mình. Lô này quá đẹp luôn cả nhà ơi. 100.000 một bộ đó nha, 100.000 một bộ nha khách. Mà hôm nay ai chia sẻ like cho em nè. Hả? 20 khách thôi, chứ em chỉ cần 20 khách vô xem thôi, không cần nhiều luôn. 20 khách là em lấy lô này ra em sell cho mình nha. Mà có chia sẻ like mới có đơn nha cả nhà ơi. Em kiểm tra ai chia sẻ like mới có đơn nha, không chia sẻ like không có chốt cho mình được nha. Cái này là sell nha cả nhà, sell sốc luôn, sell sốc bị sang chấn tâm lý luôn. Cái bộ đồ như nên tâm đang mặc mà nó dám sell 50.000, con này cũng giữ trời rồi. Tới công chuyện luôn cả nhà ơi, tới công chuyện luôn rồi. Không chia sẻ like để nhận quà tặng thì nhận cái gì nữa. Sao vậy? Sao vậy? Sao bị chửi vậy? Chào cả nhà, ơi. Mẹ ơi. Con đang lai hàng đó. Chia sẻ like giùm em cả nhà ơi, chia sẻ like giùm em nha, mạnh tay vào. Chia sẻ like mạnh tay vào cho em cả nhà ơi, chia sẻ like vô lên like em nhận xe ưu đãi nè.
Bộ đồ như em đang mặc có giá 50 ngàn nha. Chia sẻ like giùm em mới bán tặng 50 ngàn. Rồi, em lên lô áo thun cho mình nha. Em lên lô áo thun cho mình cả nhà ơi. 4 áo 100 được kiểm tra hàng áo thun form rộng nha. Chất siêu đẹp cho Tâm luôn. 4 áo 100, 4 áo thun form rộng 100 ngàn nha khách. Cực kỳ đẹp luôn nè. Xả nhanh đây cả nhà mình với giá 4 áo 100. Được chưa? 4 áo 4 màu cho em, siêu siêu đẹp luôn. Xả nhanh 4 áo 100, 4 áo 4 màu cho em, 4 áo 100 ngàn. Áo thun form rộng xả 4 áo 100 nha. Chia sẻ like cho em bán giá tặng mình luôn. 4 áo 100k. Quá đỉnh luôn. Inbox cho em là nhớ để lại số điện thoại địa chỉ luôn nha cả nhà ơi. Có số điện thoại địa chỉ mới lên được nha. Siêu đẹp luôn, xả nhanh 4 áo thun form rộng 100 ngàn tay lỡ nha. Cực kỳ đẹp luôn, nam nữ mặc được hết. Xả nhanh nhanh cho em là 4 áo 100, 4 áo thun form rộng 100k. Quá đỉnh luôn khách ơi. 4 áo thun cho em 100 ngàn nha. Siêu đẹp, chia sẻ like giùm em. 4 áo thun form rộng 100 ngàn. Chưa ai chốt trên like bán nha tặng luôn 4 áo 100. Có chia sẻ like có đơn nha. 4 áo 100. Cực kỳ đẹp luôn khách. Áo thun form rộng 4 áo 100 nè. Lên like chia sẻ like giùm em bán giá tặng luôn. 4 áo thun form rộng 100k. Siêu siêu đẹp, áo thun form rộng 4 áo 100k nha. Chia sẻ like giùm em cả nhà bán giá tặng mình luôn. Áo thun form rộng 4 áo 100. 4 áo 100 ngàn nha khách ơi. Siêu đẹp cho em luôn, siêu đỉnh, 4 áo 100. Chia sẻ like mặc tay bán giá tặng nha. Đồ em đang mặc là em đang xài cho mình là giá 50 ngàn một bộ, với điều kiện là phải từ 20 khách đổ lên em mới sale nha cả nhà. 20 khách đổ lên xem like mới sale nha. Mình chia sẻ like mặc tay vào cho em nha. Có khách vào là em sale cho mình 4 một bộ 50 ngàn nha em Tâm đang mặc nha. Chia sẻ like 20 khách đầu tiên em mới chia mới like nha. Được 20 khách vô xem em mới xả cho mình giá 50. Quá trời đỉnh luôn. Một bộ đồ như em đang mặc mà 50 ngàn là giá sốc. Sốc cờ hao sốc luôn. Rồi, thun form rộng xả nhanh cho mình luôn. 4 áo 100 ngàn được kiểm tra hàng cho em. Áo thun form rộng 4 áo 100, 4 áo 100 cho cả nhà mình luôn tình yêu ơi. Chất liệu thun siêu đẹp cho em nè. Xả nhanh 4 áo 100 form rộng nha. Form này form rộng mặc đã luôn khách ơi. Từ 40kg tới 65kg nha. Từ 40kg tới 65kg vừa cho em luôn. Trời ơi siêu siêu đẹp luôn rồi. Xả nhanh gọn lẹ 4 áo 100. Ai thích chốt cho em nè. 4 áo 100. Áo thun form rộng siêu đẹp luôn. 4 áo 100k. Quá trời đỉnh luôn. Được chưa? Hello Nguyễn Xuân, cảm ơn Nguyễn Xuân chia sẻ like nha. Cả nhà ơi chia sẻ like cho em cả nhà ơi, càng nhiều người vô mới được nha. Hai, khi nào mà được 20 người là em lên like lô này cho mình luôn nha. Khi nào được 20 người là lên sale cho mình luôn. Một bộ 50 ngàn. Đó, chia sẻ cho người thân bạn bè mình vô cả nhà ơi, nhận ưu đãi từ em nè. 50 ngàn một bộ đồ này là quá sốc luôn, sốc băng băng sập sàn. Anh sập sàn luôn cả nhà ơi, em còn thấy nó sốc nữa. Đừng nói ai thấy sốc. Rồi, áo thun form rộng em xả nhanh cho cả nhà mình nha. Từ 40kg tới 65kg mặc vừa cho em. Chất thun là siêu đẹp luôn. 4 bộ 100 ngàn được kiểm tra cho em. Chất siêu đỉnh. 4 bộ 100k. 4 bộ 100 ngàn khách ơi, vải quá trời đẹp luôn rồi. Xuất sắc cho em luôn. 4 bộ 100 ngàn. 4 bộ 100 ngàn, 4 áo thun 100 ngàn nha. Siêu siêu đẹp, xả 4 áo thun cho em 100 ngàn nha các tình yêu ơi. 4 áo thun 100 ngàn. Áo thun form rộng cho em 4 áo 100. Ai thích chốt cho em áo thun form rộng 4 áo 100. Chất vải siêu đẹp. Mặc lên bao cưng bao xỉu luôn. 4 áo thun form rộng 100k nha. Quá trời đẹp luôn. Xuất sắc như thế này mà bán có 4 áo 100 thôi các tình yêu ơi. 4 áo 100 ngàn cho em nha. Quá đỉnh luôn. Đỉnh của chất luôn nha. Mua hàng bên nhà em là được kiểm tra hàng nha.
siêu siêu đẹp, xả nhanh gọn cho mình luôn. 4 áo 100 ngàn, áo thun form rộng. Áo thun form rộng là 4 áo 100 cho em, siêu đẹp luôn. Xả nhanh gọn lẹ 4 áo 100 các tình yêu ơi. 4 áo 100. 4 áo thun form rộng 100 nha. Mình chịu rủ nhau chia sẻ like cả nhà ơi. Được 20 mắt xem là em sale cho mình một bộ đồ như em đang mặc có giá 50 ngàn nha. Được 20 mắt xem em mới sale nha. Mình chia sẻ nhiều nhiều người vô, người thân bạn bè mình đó, trên cá nhân hội nhóm gì đó cả nhà ơi, chia sẻ like mạnh tay vào cho em nha. Được 20 mắt xem là em sale cho mình một bộ đồ em đang mặc có giá 50 ngàn đó. Ai chia sẻ like nha đó, siêu siêu đẹp cho em luôn. Rồi áo thun form rộng em xả cho mình luôn, 4 áo 100. 4 áo thun form rộng như thế này 100, tay là tay lỡ nha. Xả nhanh gọn lẹ cho mình luôn. 4 áo thun form rộng 100 ngàn, siêu đẹp cho tâm luôn. Được chưa? Bán giá sale sốc sập sàn luôn. Chia sẻ like mặt tay vào cho em. Được 20 khách là em lên 5 lô sale lô này cho mình luôn. Một bộ 50 ngàn. Trời ơi cứu em luôn cả nhà ơi. Đó, sale quá sốc quá rẻ luôn. Vô chia sẻ like mặt tay vào cho em, rủ người thân bạn bè gì đó vô xem nè. Vô xem mặt tay vào cả nhà ơi. Một bộ mà 50 ngàn, giá sốc, giá kỷ lục luôn. Giá kỷ lục của cuộc tình luôn nha cả nhà ơi. 50, mãi vô. Ghê quá, 50 ngàn à. Nhanh tay chia sẻ, rủ người thân bạn bè gì đó vô lụm cho em. Vô lụm liền cả nhà ơi, 50 ngàn. Một bộ như thun cân như em đang thiết kế ở đâu ra, không ai ra có đâu. Em nhập còn chưa có giá đó, mà bữa nay em khùng em lên sale vậy đó. Được 20 mắt xem là em mới sale, còn không được 20 mắt xem không có sale nha. Được 20 mắt xem là em sale, mình rủ người thân bạn bè mình vô mình xem. Mình chia sẻ like cho em, bán giá tặng luôn. Rồi đồ ngủ cả nhà ơi. Đồ ngủ em bán giá tặng là 4 bộ 100 được chưa? Đồ ngủ em bán, đồ bụng em bán giá tặng luôn, 4 bộ 100. 4 bộ 4 màu. À, từ 40 kg, từ 40 kg tới 65 kg vừa, 4 bộ 100. Ai chốt trên like bán giá tặng luôn, đồ ngủ 4 bộ 100 nha khách. Siêu đẹp luôn. Đó, siêu siêu đẹp cho em luôn. Ai bao nhiêu ký mình inbox cho em nha. 4 bộ 100. 4 bộ đồ ngủ cho em 100 ngàn, siêu đẹp cho em luôn nè. 4 bộ mình được 4 màu khác nhau. 4 bộ đồ ngủ mình được 4 màu khác nhau nha khách ơi. 4 bộ đồ ngủ mà có 100 ngàn thôi. Chất liệu thun lặn cực kỳ đẹp luôn. Form là từ 40 kg tới 65 kg nha. 40 kg tới 65 kg cho em, siêu đẹp luôn. 4 bộ 4 màu, quá trời chất luôn. 4 bộ 4 màu cho em, đồ ngủ 4 bộ 4 màu như vậy. 4 bộ 4 màu đó, có giá 100 ngàn đồ ngủ. Ai thích đồ ngủ inbox cho em, đồ ngủ 4 bộ 100. Được kiểm tra hàng nha, được kiểm tra hàng. Chia sẻ like mặt tay vào cho em, bán giá tặng cho mình luôn cả nhà. 4 bộ đồ ngủ 100 ngàn. Được chưa? Bán giá tặng cho các tình yêu của em luôn. 4 bộ đồ ngủ 100k, siêu siêu đẹp, xả nhanh gọn lẹ 4 bộ 100 luôn. Đó. Chia sẻ like mạnh tay vào cho em. Đó. Được chưa? Có chia sẻ like lên đơn em mới sale được. Rồi xả 4 bộ đồ ngủ 100 ngàn nha. Đó. 4 bộ đồ ngủ 100 ngàn cả nhà ơi, siêu đẹp luôn nè. Xả nhanh cho mình 4 bộ đồ ngủ 100 ngàn nha. Đó. Quá chất chưa? Nhanh tay cả nhà ơi, chia sẻ like mạnh vào. Đồ ngủ 4 bộ 100. Mình chia sẻ like mạnh tay vào cả nhà ơi. Được 20 khách là em sale cho mình bộ em đang mặc giá 50 ngàn luôn. Được 20 khách là em sale liền nha. Chưa được 20 khách em không sale đâu. Mình rủ người thân bạn bè mình vô xem á, mình chia sẻ like giùm cho em nha cả nhà ơi. Chia sẻ like giùm cho em là được 20 khách à. Rồi, ai thích áo khoác hot đi lên đơn chốt ngay cho em luôn. Từ 30 kg tới 60 kg mặc vừa. Từ 30 kg tới 60 kg mặc vừa nha. Một áo như là có giá là 60 ngàn. Em đi đơn từ hai áo. Hai áo là mình được hai màu khác nhau. Hàng này bên nhà em gồm còn có 3 màu. Màu kem, màu cam và màu xanh nha. Này màu xanh. Rồi cái này màu kem. Đó. Xả nhanh cho mình luôn. 60 ngàn một áo. Đi đơn từ hai áo. Một áo là 70 ngàn giùm em nha. Một áo là 70 ngàn, được chưa? Bán giá tặng luôn 60 ngàn một áo khoác hot đi. Nón siêu to nè. Nón siêu to nè, tay nè cả nhà ơi. Quá trời đỉnh cho em luôn chưa? Rồi, túi nè. Bao xinh bao đẹp luôn, bán giá tặng cho cả nhà mình thôi. 60 ngàn một áo, đi đơn từ hai áo, được kiểm tra hàng nha.
được kiểm tra hàng cho Tâm luôn. Siêu xuất sắc, siêu đẹp. 60.000. Quá đỉnh luôn, siêu xuất sắc cho em luôn. Đồ bộ AT nha. Đồ bộ AT em xả 60. Đồ bộ AT em xả 60, có đá có cườm luôn nè. Size này là từ 45kg tới 52kg vừa nè. Ai thích màu này inbox em là beo nha. Beo 45 tới 52kg vừa beo. Quá trời đẹp luôn AT. AT xả nhanh luôn cả nhà ơi, 60.000. 60.000. Trời ơi, bộ đồ em đang mặc chất vải rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nha khác. Em bán 100.000 đó. Ai chốt trên like, chia sẻ like cho em được 20 người lẻm lôi ra em xả cho mình luôn. Giá cực kỳ sốc 50.000 nha. Mà được 20 khách em mới sell. Sell lỗ mà. Sell là tới công chuyện luôn á, em sell là tới công chuyện luôn đó cả nhà ơi. Rồi, ai thích màu veo này inbox em màu veo nha. Màu veo này là từ 45kg tới 52kg. Màu veo này từ 45kg tới 52kg nha khách ơi. Quá trời xuất sắc cho em luôn. Xả nhanh, xả nhanh. Cực kỳ đẹp. Rồi, một con hoa nhĩ luôn. Một con hoa nhĩ luôn. 45 tới 52kg vừa, size này size 2 đó, mã 2 size 2 cho em cả nhà ơi. Mã 2 size 2, một bộ 60.000. Ai thích màu này inbox em mã 2 size 2, một bộ 60.000. Hoa nhĩ đen siêu đẹp luôn nè khách, siêu đẹp cho em Tâm luôn nha, siêu đẹp. Xả 60.000. 60.000 cho em một bộ. Quá trời đỉnh luôn. Chất xuất sắc. Chất xuất sắc cho em nha, 60.000 một bộ. Vải siêu đẹp. Vải siêu đẹp các tình yêu ơi, vải siêu đẹp cho em luôn. Bao giá tặng cho mình luôn nha, bao giá tặng cho mình luôn. Trời ơi, đồ tôi đang mặc mà tôi lên tôi like 50.000 một bộ. Trời ơi, quá đỉnh luôn. Chia sẻ like mới có đơn. Từ 20 người đổ lên là em sell cho mình hết. Rồi áo khoác nè. Ai chia sẻ like em chốt cho mình nè. 4 áo 100 nè. 4 áo khoác cho em 100.000, 4 cái 4 màu nhé. 4 cái là mình được 4 màu khác nhau các tình yêu ơi. 4 cái 4 màu cho em, tao mình tha hồi mình thay đổi luôn. 4 cái áo khoác cho em 100.000. Ghê chưa, ghê chưa. Chơi sốc dữ Tâm. Ừ em chơi sốc lắm, ai chơi lại em đâu. Đó, 4 áo khoác 100.000 nha. Siêu đẹp cho em luôn. Xanh đỏ tím vàng sáng tối gì đó. Ai thích sáng thì inbox sáng cho em. Ai thích tối thì inbox tối nha. Đó, quá trời đẹp luôn nè. Quá trời xinh lung linh luôn. 4 áo khoác 100.000. Được kiểm tra hàng nha. Chất là bao kiểm. Đó. 4 áo 100.000, áo khoác một nút cho em siêu đẹp. 4 áo có 100.000 thôi các tình yêu ơi. Trời ơi nó đẹp xuất sắc nè. Có hai túi hai bên luôn nha, có khóa nha. À quên lộn, có khóa, có túi khóa. Có túi khóa, hai cái túi khóa nè. Đẹp chưa? 4 áo khoác như vậy xả nhanh cho mình 100.000. Hôm nay trên live xả nhanh lắm, câu tương tác luôn. Câu tương tác luôn mà em biết là xả ít người mua đen mới xả dữ vậy đó. Siêu siêu đẹp cho em nha khách ơi. Áo khoác cho em nè. 100.000 mà 4 cái. Ghê không, ghê không? Chơi lớn chưa? 100.000 4 cái 4 màu nhá. Không chọn màu giùm em. 100.000 4 cái không chọn màu giùm em. Đó. Có hai túi hai bên, có khóa cho em, hàng này gài 3 nút. Hàng này là gài 3 nút nhé các tình yêu ơi. Hàng này gài 3 nút. Trên like xả sốc 4 áo 100 nè, được chưa? Chia sẻ like cho em đi, được 20 người vậy cả nhà ơi, em chỉ cần 20 người thôi. 20 người thôi là em sell banh xác cho mình liền nha. 20 người khách đầu tiên cho em nè. Một bộ đồ như em đang mặc có giá là 50.000 một bộ thôi. Chia sẻ like giùm cho em nha. Ai vô xem like chấm chấm bài, chia sẻ like giùm em. Áo khoác em đang mặc xả nhanh luôn. 4 áo 100.000 cho các tình yêu mình mặc luôn nè. Ai mặc size nào inbox cho em nha. Ai mặc size nào inbox cho em. Trời ơi cực kỳ đã luôn cả nhà ơi. Cực kỳ đã luôn cho em luôn sao. Chất đã cực kỳ luôn. Xả 4 áo 100.000 mà được kiểm tra hàng nữa các tình yêu. Được kiểm tra hàng luôn nha. Chất vải là bao chất cho em. Chất vải là bao chất luôn nha. Đã quá mấy chị em ơi. 4 áo khoác như vậy mà 100.000. Siêu rẻ luôn rồi. Siêu siêu rẻ luôn.
4 áo khoác 100.000 nha cả nhà, xả nhanh gọn lẹ luôn, 4 cái 4 màu. Chia sẻ like được 20 khách là em nhắn tặng cho mình hả? Ai chia sale leo sale chia sẻ cho em 4 người. 20 khách là em sale cho mình liền. 4 áo 4 màu cho em. Sọc gân trơn gì em bán loạn xì ngầu hết. Hôm nay em bán loạn xì ngầu cho mình hết. 4 áo 100.000. 4 áo 100.000 thôi. Chứ lớn vậy đó. 4 áo khoác 100.000. Ai lụm được cái nào thì lụm nha. 4 áo khoác 100.000 thôi cả nhà ơi. Nó đẹp vậy là 4 cái 100. Ai thích sáng thì inbox sáng cho em. Ai thích tối thì inbox tối nha. 4 áo khoác 100.000. Chia sẻ like mặt tay dùm vào cho em. Nó đã. Hàng này có 3 nút nha. Đây, hàng này có 3 nút cho em cả nhà ơi, có 2 cái túi hai bên nè. Ai thích lên đơn chốt cho em 4 áo 100.000 được kiểm tra hàng cho em. Chất quá đẹp luôn. Vải bao đẹp nha. 4 áo 100.000 các tình yêu ơi, 4 áo mà 100.000. Được 20 khách đầu tiên em sale tặng cho mình luôn. 20 khách em sale tặng cho mình hết. 4 áo 100.000 nha. Siêu siêu đẹp. Bán nhớ tặng cho cả nhà mình luôn. 4 áo 100. Trời ơi nghe cái hot hồn. Sang chỉnh tâm lý luôn phải không cả nhà. Tâm này bữa nay nó khùng quá trời. Nó tải nó xả quá trời luôn rồi. 4 áo 100. Rồi 2 áo sơ mi. 2 áo sơ mi xả nhanh gọn lẹ nè cả nhà ơi. 2 áo 2 màu cho em. 2 áo có giá 100.000 được kiểm tra hàng sơ mi trong hộp nha. Đó, tay ngắn tay dài. Tay ngắn tay dài. Tay dài thì ít lắm. Đa số là tay ngắn nè. Tay dài thì ít lắm, đa số là tay ngắn nha, em xả nhanh cho mình luôn. 2 áo 100, từ 40kg tới 80kg có size. Ai bao nhiêu ký thì mình inbox cho em nha. Ai bao nhiêu ký inbox cho em lấy size cho mình. Từ 40kg tới 80kg mình mặc vừa dùm cho em tâm. Xả nhanh 2 áo 100.000. 2 áo 2 màu nha khách ơi. 2 áo là em đi đơn cho mình 2 màu khác nhau. 2 áo 2 màu dùm em nè. Chia sẻ like mặt tay dùm em vào. 2 áo sơ mi 100.000 các tình yêu ơi. 2 áo sơ mi 100.000. Tay ngắn tay dài em xả đồng giá hết. Đó, tay ngắn tay dài em xả đồng giá hết nha. Xả nhanh cho mình luôn. 2 áo 100.000 được kiểm tra hàng. Chất siêu đẹp. Vô chia sẻ like mặt vô. Trời ơi, chia sẻ like cho em nhiều vô cả nhà ơi. Thả tim cho em vô. Em bán tặng mình luôn nè. 50.000 bộ đồ như em đang mặc à. Đồ em đang mặc có giá nha cả nhà. Cả nhà chia sẻ like dùm cho em. Nếu như mà trên like mà được 20 người vô xe, em xài cho mình 50.000 một bộ như em đang mặc. Cái này nó có size cho mình tới 80kg luôn. Có size cho mình tới 80kg luôn nha. Quá đã luôn nè. Gân thiết kế đẹp như vậy mà bán 50.000 tin nổi không. Nhưng mà 20 mắt em mới sell. Được 20 người xem em mới sell nha cả nhà ơi. Giá 50, 100.000 của em nè. Bộ này là em bán 100.000 nha khách. Ai chốt trên like nè, bán giá tặng luôn 50.000. Chia sẻ like mặt tay vào cho em. Được 20 người là em xả cho mình luôn. Với giá 50.000, chia sẻ like mặt tay vào cho em. Quá trời đẹp rồi. Phát luôn. Đẹp xuất sắc cho em luôn nha. Xả. Chia sẻ like mặt tay vào. Được 20 người là xả cho mình 50.000 bộ như em đang mặc luôn á. Được 20 người đang tặng cho mình liền luôn. Quá trời đẹp luôn. Ô, một bộ đồ xịn sò như thế này mà bán 50.000. Thun gân nè, thiết kế nè, nhấn eo nè. Đó, có cườm luôn. Trời ơi nó đẹp vậy đó. Bán 50.000. Rồi, cái này đùi phối cô tông luôn cả nhà ơi. Em bán giá sale cho mình luôn nè. Ai chốt trên like bán giá tặng luôn cả nhà. Một bộ đồ như vậy bao nhiêu ạ? Một bộ đồ như vậy có giá là 70.000. 70.000 cho em nha. 70.000 cho em siêu đẹp luôn. Đùi cô tông, trời ơi, đùi cô tông phối nha. Đùi cô tông giấy nè cả nhà ơi. Cô tông giấy nha. Cô tông giấy quần đùi chất siêu đẹp luôn, xả 70.
Ôi mặc cực kỳ mát luôn các tình yêu ơi, hàng này mặc cực kỳ mát luôn. Chữ theo giùm em nha, chữ theo giùm em luôn nha. Em xả cho mình là 70.000. Bao đẹp luôn các tình yêu ơi, bao đẹp luôn, xả 70. Alo. Dạ. Cotton giấy nha, xả cho mình 70.000 một bộ. Cái này có size cho mình nha, từ 40kg tới 75kg vừa, 40kg tới 75kg vừa cho em, siêu đẹp luôn. Xả nhanh cho mình luôn cả nhà ơi, đùi cho em nè. Đồ đùi siêu đẹp luôn, cotton giấy. Trời ơi cái vải của nó đã quá luôn ấy, đã quá luôn mà 70.000 một bộ à, siêu đẹp luôn. Vải này là bao sướng luôn rồi khách ơi, bao sướng luôn nha. Xả nhanh cho mình là 70.000 một bộ. 70, 70. Chia sẻ like cho em bánh nhớ tặng thôi, 70.000. Quá trời đẹp luôn. Chia sẻ like mặn tay vào cho em bánh, xả cho mình là 70.000 một bộ luôn. Cô tông giấy. Trời ơi siêu đẹp luôn nè. Cả nhà nhìn thấy người mẫu em mặc không? Bao đẹp luôn, quần đùi. Quá đẹp luôn à cả nhà ơi, đẹp chưa? Xuất sắc cho em luôn nha, xuất sắc cho em luôn. Bao tỉnh bao tin cho cả nhà mình luôn nè. Đó, vôn giấy cho em nha, vôn giấy cho em luôn. Ôi cô tông, phối cô tông chữ theo dập nổi siêu đẹp luôn. Xả 70. Xả 70 cho em nè, đùi. Quá trời đẹp luôn. Đùi cho em nè. Chia sẻ like mặn tay giùm cho em nha. Chia sẻ like mặn tay giùm cho em vào. Ai đang xem like mình chấm chấm bài giùm em với. Quá trời xinh luôn. Bao xinh bao đẹp các tình yêu ơi. Được 20 khách là em sale cho mình bộ đồ em đang mặc có giá là 50.000 nha. 50.000 một bộ thôi, đồ em đang mặc một bộ chỉ có 50.000 thôi. Gân xịn, gân thái nha. Gân thái xịn luôn đó cả nhà ơi, siêu đẹp. Chia sẻ like cho em người thân bạn bè vậy đó, vô xem gặp mặc cho em luôn nè cả nhà. 20 người là sale cho mình giá 50.000 liền. Rồi, ai thích đùi giấy nè, đùi giấy cho em xả 70. Ai bao nhiêu ký để lại cho em nha. Quá đẹp luôn. 70. Xuất sắc cho em chưa? Bao đẹp luôn các tình yêu, bao đẹp luôn, xả 70. Vải quá đã luôn. Vải đẹp mướt luôn cả nhà ơi, siêu đẹp, xả 70 nè. Đùi cô tông giấy nhé. Đùi cô tông giấy cho em xả 70. Vải đẹp quá. Xả 70 nè. Chia sẻ like giùm em bán nha tặng 70. Ôi em cho mình xem nha. 50.000 một bộ nè. Rủ người thân bạn bè mình vô mỗi người là một bộ nè. Bán giá tặng thôi, chỉ có 50.000 thôi khách ơi. Chỉ có 50.000 bộ đồ như em đang mặc luôn nha. Rồi. Áo sơ mi khác, áo sơ mi. Áo sơ mi cho nhà em nè, bán giá tặng nè. Tay ngắn tay dài nha. Tay ngắn tay dài luôn. Từ 40kg tới 80kg vừa, từ 40kg tới 80kg vừa cho em. Hai áo 100k, hai áo 100.000 nha. Hai áo 100.000 cho em, siêu đẹp luôn cả nhà ơi. Hai áo 100.000 cho em, quá đẹp mà quá chất luôn. Hai áo 100.000, xả xả. Hai áo sơ mi 100.000 được kiểm tra hàng cho em, chất siêu đẹp luôn. Ồ, quá đã cho em chưa, quá đã cho em chưa cả nhà ơi, quá đã luôn nha. Xả nhanh luôn, xả nhanh cho em luôn cả nhà ơi. Sướng chưa? 4 áo 100 đó, một bộ nè. Một bộ này 70.000 nha. Đó, cô tông giấy chữ theo nội cho em, siêu đẹp luôn xả. 70.
Rồi em qua mẫu này luôn. Cô tông giấy em bán cho mình có 70 ngàn một bộ thôi. Ai muốn xem hàng gì inbox em nha. Có tấm giấy quá đẹp luôn em xả mình có 70 ngàn một bộ thôi khách. 70 ngàn một bộ. Từ 40kg tới 75kg, 40kg tới 75kg cho em. 40kg tới 75kg cả nhà ơi, siêu đẹp luôn. Quá trời xuất sắc cho tâm luôn. Bao đẹp nha. Đồ ngủ là 4 bộ 100 nha khách, 4 bộ được 4 màu nè. Đồ ngủ thun lặn 4 bộ 4 màu cho em, 4 bộ 100 ngàn. Chia sẻ like cho em bán ra tặng luôn 4 bộ 100. 4 bộ đồ ngủ là 100k nha khách ơi. 4 bộ là sẽ đi cho mình 4 màu khác nhau như vậy nè. 4 bộ là 4 màu cho mình mặc thay đổi cả nhà, không có bị trùng màu ha. 4 bộ mà 100 ngàn. Chất liệu là thun lặn, vải bao đẹp cho em tâm luôn. 4 bộ 4 màu. Đó, siêu đẹp cho em luôn, 4 bộ 4 màu các tình yêu ơi. 4 bộ 4 màu cho em. Được chưa? Bán giá tặng 4 bộ 4 màu. Siêu siêu đẹp luôn. Sale cho cả nhà mình 4 bộ 4 màu giùm em. 100 ngàn 4 bộ đồ ngủ nha. 100 ngàn mình được 4 bộ đồ ngủ cho em cả nhà ơi, siêu đẹp luôn. Ai thích inbox em, 4 bộ đồ ngủ 100k. Sơ mi 2 áo 100 ngàn, tay ngắn tay dài. Size từ 40kg tới 75-80kg nha. 40kg tới 80kg vừa. 40kg tới 80kg vừa. Tay ngắn tay dài theo đồng giá luôn nè. 2 áo 100 ngàn. 2 áo 100 ngàn. Mà em còn đa số là tay ngắn thôi. Tay dài là em còn rất là ít nha. Em còn dài rất là ít. Xả nhanh cho mình 2 áo 100 ngàn. Trời ơi. Áo thun nè. Áo thun chung niên nè cả nhà ơi. Áo có túi nha. Xài cho mình là giá 55 ngàn. Em đi đơn từ 2 cái. 40kg tới 80kg có size. 40kg tới 80kg có size. Ai mặc size nào thì inbox em. Từ 40kg tới 80kg chợ chất thun này đã rất là đẹp luôn. Em bán 2 cái là 150 nha. Hôm nay ai chốt trên live bán giá tặng luôn 2 áo 101 được kiểm tra hàng cho em. 2 áo 101 được kiểm tra hàng. Từ 40kg tới 80kg có size. Chất siêu siêu đẹp luôn. Vải cực kỳ mướt nha khách yêu ơi. Phải cực kỳ mướt nha. Bao đẹp bao kiểm tra cho cả nhà mình luôn. Hàng nhà em là chấp sổ hết. Bán vừa rẻ mà vừa cho kiểm tra hàng nữa nha. Khách nào gần số thì ghé lấy ơn. Khách nào ở xa thì em mới ship thôi. Xả nhanh cho mình là 2 áo 150 ngàn. 2 áo 150 ngàn xả. 2 áo 101. Có lên đồ chị đang mặc chưa? Đồ chị đang mặc khi nào được 20 mắt xem chị mới sell cưng ơi. 50 ngàn một bộ. Mà không có size 1 đâu. Không có size của cưng đâu cưng ơi. Chỉ còn size lớn không à. Năm chục ngàn là sao lỗ văn sát. Được 20 mắt xem mới sell. Đó, ai chia sẻ cho em được 20 mắt xem em mới sell cả nhà ơi. Đó, 100 ngàn một bộ lên sell lỗ 50 ngàn một bộ. Phải chia sẻ like cho em được 20 người xem em chị mới sell nha cơm, chứ không phải lên là sell nha. Không chia sẻ like đâu có sell đâu. Sell lỗ chết. Cái này là thay vì muốn chia sẻ like chị lên chị sell lấy tương tác vậy đó. Chị nhập là 80 ngàn rồi, lên like sell lỗ không à. Không có số 2 em ơi. Hết số 2 rồi. Hàng chị Hà mặc hết số 2 rồi. Mua 2 bộ rồi biết chất đẹp quá đúng không? Bữa nay thấy xả 50 ngàn sốc quá lên mua nữa ha. Sốc quá mà. Xả 50 ngàn sốc thì đẹp chị còn sốc nữa mấy em. Chị lên xả 50 ngàn một bộ với điều kiện là khi nào mà mắt xem được 20 mắt chị mới xả. Thu à. Được 20 người xem chị mới xả. Chứ được ít người xem chị mới xả đâu. Thế này là lên là để câu like. Nên cả nhà mình nó bán giá sốc lắm cả nhà ơi.
100 ngàn một bộ mà lên like, mình chỉ việc chia sẻ like cho em thôi. Là em bán tặng cho mình có cái giá là có 50 ngàn một bộ thôi, mà mình không dám chia sẻ like cho em nữa. Em không hiểu lý do sao nữa, nói thiệt, không hiểu lý do sao nữa. Bởi vậy mình đừng có phân bì. Người ta lên like, người ta chia sẻ like, người ta mới được giá rẻ nha. Đồ em đang mặc là vải xịn nha cả nhà. Vải xịn em bán là 100 ngàn một bộ đó. Phải lên like sale lấy tương tác em xả cho mình là với cái giá là, với cái giá là 50 ngàn thôi nha. Mà có chia sẻ like mới được. Sọc cả nhà ơi, em xài cho mình nè, 65 ngàn một áo thôi. Cái này em bán là 80 ngàn một áo nha, 80 ngàn một áo. Hôm nay ai xả, ai lên like chốt cho em, chia sẻ like cho em, chốt cho mình 65 ngàn một áo. Em đi đơn từ 2 áo nha, em đi đơn từ 2 áo, siêu đẹp luôn xả. 65 ngàn một áo, em đi đơn từ 2 áo, được kiểm tra cho em, chất siêu đẹp, thun sọc, vải bao sướng bao đẹp luôn. Hàng thường này em chỉ còn size 3 và size 4 thôi. Hàng thường này em chỉ còn size 3 và size 4 thôi nha. Hàng xịn em còn size đủ size hết. Hàng thường em còn size 3, size 4. Em xả nhanh cho mình là 2 áo 130, 2 áo 130 là em đang xả nha. Siêu đẹp luôn. 2 áo 130 sọc nè, em cho mình xem nè. Quá trời đẹp luôn. À, 2 áo 130 cho em, vải siêu đẹp luôn, áo thun sọc trung niên. Được chưa? Bán giá tặng mình luôn, 2 áo sọc 130 ngàn, được kiểm tra hàng cho em, chất siêu đẹp luôn. À, chia sẻ like mạnh tay giùm em vào, bán giá tặng 2 áo 130, được kiểm tra hàng nha. Có chia sẻ like là có đơn nha các ơi, có chia sẻ like là có đơn, bán giá tặng không à. 2 áo 130 siêu đẹp luôn, xả nhanh gọn lẹ, 2 áo 130 cho em, 2 áo thun sọc 130 ngàn. Em còn size 3 và size 4, ai thích được size nào thì mình inbox em. 2 áo 130 thun sọc, vải đẹp cho em nha, vải đẹp cho em luôn cả nhà ơi. Xả 2 áo 130. Áo thun này em xả nè, trời ơi quá đẹp luôn khác. 2 áo 101, áo thun trung niên nhiều màu lắm, áo thun trung niên rất là nhiều màu nha. 2 áo là được 2 màu cho em, siêu đẹp luôn. Xả cho mình 2 áo có 101 thôi, 40-80kg em có size, 40-80kg em có size, được chưa? Bán giá tặng luôn, 2 áo 101, được kiểm tra hàng cho em, siêu đẹp, vải cực kỳ đẹp luôn nè. 2 áo 101 bao đẹp luôn nhé, bao đẹp luôn. 2 áo 101 chia sẻ like giùm em cả nhà ơi. Em lên sale rẻ quá luôn, mà mình hà tiện mình không chia sẻ like cho em, buồn thiệt ghê. Hai áo 101 cho em, hai áo thun trung niên 101, size từ 40kg, size từ 40kg nha, từ 40kg cho tới 80kg có size, quá trời đẹp luôn. Hai áo 101 cả nhà ơi, chia sẻ like mạnh tay dùm cho em vào. Đó, được 8 người đó, được 10 người, được 10, được 20 mắt là em lên sale cho mình bộ đồ em đang mặc có giá 50 ngàn. Em còn size 3, 4 và 5. Đó, được chưa? Bán giá tặng mình luôn nè, bán giá tặng cho mình luôn. Hai áo, hai áo thun trung niên có túi thêu, chất vải dày dặn đẹp, đẹp lắm, đẹp lắm luôn. Xả hai áo 101, xả cho em Tâm là hai áo 101 nha, được kiểm tra hàng, chất siêu đẹp luôn, được kiểm tra hàng. Hai áo 101. Hàng bên nhà em là em bao chị em mình kiểm hàng thoải mái, bao kiểm tra hàng thoải mái luôn, chất siêu đẹp luôn. Hai áo 101,
Em lên like lúc nào em cũng khùng hết trơn, lúc nào cũng sale rẻ cho. Mà chất lượng thì bao đẹp nha khác. Chất lượng thì bao đẹp. Phải lên like khùng sale chơi vậy đó. Mình chia sẻ like giùm em. Mua hàng mình được kiểm tra hàng mấy chị ơi. Mua hàng được kiểm tra hàng, khách gần nhà thì lại lấy ơn. Khách gần nhà biết em rồi thì lại lấy ơn đúng không ạ? Em không cần phải ship. Đây, áo thun cho em, trời ơi quá đẹp luôn. Xả nhanh cho mình, hai áo được hai màu khác nhau nha. Hai áo 101 à. Hai áo 101 cho em cả nhà ơi. Hai áo 101. Thun trung niên siêu đẹp cho em chưa? Hai áo 121. Lấy chồng. Lấy chồng là lấy gì? Đó, siêu đẹp cho em luôn. Hai áo 101. Đó, lộn. Hai áo 101 siêu đẹp luôn à cả nhà. Đó. Hai áo 101 cho em cực kỳ đẹp nha cả nhà ơi, siêu siêu đẹp luôn, bán giá tặng cho mình thôi. Em bán giá tặng thôi cả nhà, siêu đẹp luôn, hai áo 101. Hai áo em đi đơn từ hai áo. Hàng này em bán hai cái 150 nè. Hôm nay trên live bán giá tặng luôn. Ai chia sẻ like có đơn nha. Ai chia sẻ like có đơn. Hai áo 101 cho em. Siêu đẹp, có chia sẻ like là em bán tặng mình luôn hai áo 101 nha. Quá trời đẹp luôn khách ơi. Siêu xuất sắc luôn. Hai áo 101 chia sẻ like có đơn nha. Đó, chia sẻ like cho em có đơn nha cả nhà ơi. Quá trời đẹp luôn. Hai áo 101. Hai áo 101 cho em siêu siêu đẹp nha khách. Lấy hai áo 101. Ok chị ơi chia sẻ like giùm cho em. Chia sẻ like giùm cho em nha, chưa có chia sẻ like nha chị. Có chia sẻ like có đơn nha. Chia sẻ like giùm em cả nhà ơi. Hai áo 150 lên like sale hai áo 101 nè. Nghe. Ừ. Rồi. Trời ơi quá trời đẹp luôn cả nhà, hai áo 101 nha. Hai áo 101 cho em chất siêu đẹp luôn, rồi chốt cho chị hai áo 101. Chất thun của nhà em là bao đẹp nha các tình yêu ơi. Chất thun là bao đẹp luôn. Đó, sọc rẻ siêu đẹp nè, em còn nè, em sale cho mình hai áo 130. Hàng này em bán là 80.000 một áo nha. Mà ai chốt trên like cái này em còn ít à, em còn size 3 và size 4 là nhiều. Size 3 và size 4 là nhiều nha. Em xả cho mình luôn hai áo 130 cho mình xem nè. Cái chất thun của nó là siêu đẹp luôn rồi. Phải nói một từ là siêu đẹp cho em luôn. Hai áo 130 ghê hồn chưa. Xả trên like hai áo 130 nè. Đó, chia sẻ like giùm em áo sọc nhá. Cái này em còn size 3 và size 4 là từ 65kg tới 80kg vừa nè. Trời ơi đẹp chưa. Hai áo 130.000. Chia sẻ like cho em là bán giá tặng cho mình hết. Ai lên trên like mà xem em like rồi chia sẻ like cho em ha. Em bán giá tặng cho mình luôn. Khỏi cần lại shop mà được giá rẻ mà chất vải là vậy y chang đẹp luôn. Khách nào mua đồ bên nhà em rồi thì biết cái chất lượng, em không cần nói nhiều ha. Ai chưa mua thì mình thử trải nghiệm đi. Ai chưa mua thì mình trải nghiệm đi. Có cái nha. Có cái đặc biệt một cái như nào. Mình thấy em trên like mình không đặt mà đợi em xuống like mình lại shop em mua là không có cái giá được ở dưới trên like nha khách. Tại vì cái này em lên like là ai chia sẻ like cho em ưu tiên cho người đó ha. Ưu tiên cho người đó đặt hàng trên like nè. Chia sẻ like cho em mới bán tặng cho mình thôi. Hai áo như vậy là 160. Mà hôm nay ai chốt trên like bán ra tặng cho mình luôn. Hai áo 130. Được chưa? Sọc siêu đẹp. Đồ em đang mặc nha. Đồ em đang mặc nha. Nếu như chị em mình chia sẻ like mà người thân bạn bè mình vô xem được 20 mắt xem, em sale cho mình 50.000 một bộ.
được 20 khách xem em mới lấy xuống em sell ha. Được 20 khách xem mới đưa xuống em đây sell cho mình. Trời ơi quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Hàng sọc này em đang xả 2 áo 130.000, siêu đẹp luôn. 2 áo 130.000 nha. Sọc nem siêu đẹp luôn. Cho em Tâm là từ 65 kg. Đó, lấy hai cái màu xanh đầu tiên nhé Tâm. À, cái chia sẻ rồi nhé, ok chị. À, cái size 3. Cái size đó size khác chị ơi, size đó là cái size 4-80 kg thôi, để em lấy size nhỏ cho Hia. Hia không mặc tới size đó đâu. Em lấy hai cái này cho Hia được không? Em lấy hai cái này được không nè? Em cho mình chọn luôn nè, hai cái nè. Hai cái 101 nè. Cả nhà ơi, hai áo thun trung niên 101. Vải siêu đẹp luôn nha. Cái này trên like ai chia sẻ like cho em, em bán giá tặng luôn. Hai áo 101 được kiểm tra hàng. Cổ bẻ nè, túi nè, theo cho em luôn. Theo cho em luôn được chưa? Bán giá tặng hai áo 101. Đó. Siêu đẹp đây, hai cái cho mình được không? Đó, bán giá tặng mình luôn. Ai biết màu nào đâu, em tùm lum màu hết. Em lấy cho mình ngẫu nhiên hai cái nha. Hai cái 101 cả nhà ơi. Siêu đẹp luôn, áo thun trung niên cổ bẻ, có túi hàng thêu, vải siêu đẹp, xả nhanh cho mình nha. Size cho em là từ 40 kg tới 80 kg em có size. Ok chị, ok. Rồi ok chị. Hai cái 101. Hai cái chỉ có 101 thôi. Giá siêu hời cho các tình yêu của em luôn. Giá siêu hời luôn nha. Hai áo 101 thun trung niên, vải siêu đẹp luôn. Hàng này 150 lên like sale hai áo 101 cho các tình yêu của em luôn nè. Vải bao đẹp, chỉ có trên like mới được thôi nhá. Chỉ có trên like mới được thôi. Tốt cho chị hai áo. Có áo nào ba tôi mặc được? À, có chị ơi, đây, size 3 mặc được. Hàng sọc em có. Size này là tới 80 kg luôn nha chị. Bát cao là tới 85 kg mặc vừa luôn nha. Tới 85 kg mặc vừa luôn, hàng sọc em có. Hàng trơn em có luôn. Đây, hai cái này là 101. Hai áo như vậy em vừa cho khách xem nè, 101. Hai áo 101, sọc hai cái 130. Hai áo 101. Size này là từ 75 kg tới 80 kg luôn nha. 75 kg tới 80 kg luôn. Trời ơi, siêu to luôn nè. Siêu to luôn. Ok. Vậy chốt cho mình hai cái 101 này nha. Hai cái 101 hay là hai cái 130 chị? Hai cái 101 hay là hai cái 130? Trời ơi, chất vải siêu đẹp luôn. Chia sẻ like cho em chị Yến ơi. Chia sẻ like cho em mới chốt nha. Cái này em bán giá chia sẻ like á chị. Lấy hai áo trơn, hai áo sọc, ok chị. Cho em xin nút chia sẻ like với. Cộng nghiệp em lắm. Hàng này 150 đó mà em lên sale có 101 rồi, em chỉ xin cả nhà mình là sao? Một cái nút chia sẻ like thôi để cho mọi người biết tới em với. Sale vừa rẻ mà vừa năn nỉ luôn á. Nha, cho em xin nút chia sẻ like là có đơn nha. Cái này là bán giá lỗ luôn á. Bán giá lỗ luôn mà chia sẻ like cho em là có đơn nha. Em ghi đơn cho mình nhưng mà chia sẻ like là em chốt cho mình nha chị. Em bán giá lỗ không à. Lên trên like em sale sốc lắm. Lại sốc là hai cái 150 đó chị ơi. Chia sẻ like giùm cho em. Năn nỉ thấy thương không? Năn nỉ thấy thương em không? Rồi ok. Cảm ơn chị yêu luôn. Cả nhà ơi, chia sẻ like mạnh tay giùm vào cho em nha. Trời ơi, thương em Tâm quá trời luôn á. Em Tâm lên like là bán sale cho cả nhà mình luôn cả nhà. Bán sale cho cả nhà mình nè. Một cái áo sọc như vậy, đẹp như vậy luôn.
Một cái áo sọc đẹp xịn sò như vậy mà em bán là hai cái có 130 thôi cả nhà. Mà cái này em còn size lớn nha, từ 65kg, từ 65kg tới 80kg vừa. Nếu như mà ai cao trên 1m6 á, mai giao giùm nha, gửi số tài khoản chị chuyển lìa, chuyển tiền. Ok chị. Giao liền, mai em giao sớm cho. Đây siêu đẹp cho em luôn cả nhà ơi. Áo sọc cho em nè, áo sọc cho em, hai áo 130, được kiểm tra hàng nha. Đó. Rồi, áo thun trung niên cổ. Đủ size hết. Đủ size hết, hai áo 101. Hai áo 101 có size từ 40kg tới 80kg. Có size từ 40kg tới 80kg luôn nha cả nhà ơi. Ai bao nhiêu ký mình inbox em. Ai bao nhiêu ký mình inbox em nha, được kiểm tra hàng. Hàng bên nhà em lại cho kiểm tra hàng thoải mái luôn. Tâm điện thoại hỏi dùm ba tôi lấy sọc nào nhé. Ok chị. Ok chị. Em có ghi tài số tài khoản của em ở dưới màn hình đó chị. Em có ghi số tài khoản của em ở dưới màn hình đó. Rồi, ai thích inbox em nha. Ai thích inbox em. Mẫu trơn từ 40kg tới 80kg vừa, 40kg tới 80kg. Cổ bẻ nè, túi có hình thêu nè cả nhà ơi, siêu đẹp luôn nè. Đó, siêu đẹp cho em luôn, bán giá tặng thôi. Em bán giá tặng cho cả nhà mình nè. Hai áo có 101 thôi. Hai áo chỉ có 101 thôi nha. Được kiểm tra hàng, vải dày dặn, đẹp cho em luôn. Không đẹp em không có lấy tiền cả nhà mình đâu. Mua hàng là được kiểm tra hàng nha. Khách nào gần nhà thì lại nhà em lấy, khách nào mà trên đường em đi bán thì em giao luôn. Được chưa? Bán giá tặng cho mình luôn. Nè. Bán giá tặng cho cả nhà mình nè. Hai áo 101 được kiểm tra hàng. Đó là đúng rồi chị, bốn áo là 240 à, quá rẻ luôn. Đó, sọc là hai áo 130. Sọc là hai áo 130 nha khách ơi. Sọc là hai áo 130.000 cho em. Được kiểm tra hàng nha. Vải siêu đẹp luôn. Vải siêu đẹp cho em luôn các tình yêu ơi. Vải siêu đẹp. Sọc 2 áo 130. Sọc 2 áo 130. Áo trơn 2 áo 101. Được kiểm tra hàng. Vải là bao test bao kiểm. Chất vải bao xịn sò nha. Chất vải bao xịn sò cho em. Vải quá trời đẹp, xuất sắc luôn. 2 áo 130 sọc. Còn trên hai áo 131 được kiểm tra hàng cho em. Quá trời đẹp luôn khách ơi. Vải đẹp quá. Xuất sắc cho em luôn. Xuất sắc luôn cả nhà ơi, màu nào cũng đẹp hết. Toàn màu đá đá không à. Thật sự luôn. Rất là đẹp. Hai áo mà em đi có 130.000 thôi. Sọc cho em hai áo 130 nha. Được kiểm tra hàng. Chất là em bao kiểm. Chất của nhà em là em bao kiểm cho mình luôn. Hai áo sọc 130. Được kiểm tra hàng cho em cả nhà ơi. Vải quá đẹp. Xuất sắc cho em luôn. Hai áo 130. Chia sẻ like mặt tay vào cho em. Bán ra tặng luôn hai áo 130 nha khách. Rồi em nhận được tiền rồi nha chị ơi. Cảm ơn chị luôn. Em nhận được tiền rồi nha. Ôi chị đẹp quá, dễ thương luôn. Mua chuyển khoản liền nó có tình yêu ơi. Gần nhà em mang đi em giao cho khách luôn. Vải quá đẹp.
Em nhận được rồi. Em nhận được rồi nha. Rồi, sọc cho em nè. Sọc cho em là cái này trơn là hai áo 101. Trơn là hai áo 101 nha. Trơn là hai áo 101 cho em, vải siêu đẹp. Còn sọc hai áo 103. Ai thích thì inbox em, được chưa? Rồi, áo sơ mi. Áo sơ mi khách ơi, áo sơ mi của nhà em có tay ngắn và tay dài luôn. Có tay ngắn và tay dài luôn. Hai áo 100.000. Xả nhanh cho mình luôn. Hai áo 100.000 nha khách. Đây nó trong hộp như thế này ha. Hai áo 100.000 cho em. Hai cái hai màu. Đánh giá tặng cho mình. Hai cái có 100.000 nè. Ồ, đẹp chưa? Hai cái áo sơ mi 100.000 cả nhà ơi. Tay ngắn tay dài. Có size cho mình từ 40kg tới 80kg mặc vừa. Từ 40kg tới 80kg mặc vừa cho em luôn. Siêu đẹp. Hai cái 100.000 còn trong hộp như vậy luôn nhá. Hai áo 100.000 cho em. Sơ mi tay ngắn và tay dài. Trung niên, sơ mi này trung niên nha. Có túi. Áo có túi cho em nè. Áo có túi cho em, cổ bẻ nha. Siêu đẹp. Xả nhanh cho mình. Hai áo 100.000 được kiểm tra hàng. Được kiểm tra hàng cho em, chất xuất sắc đẹp vậy đó. Hai áo 100, được chưa? Tay ngắn tay dài. Ai thích tay nào thì mình inbox cho em tay đó nha. Hai áo 100.000 được kiểm tra hàng. Em giao cho mình là còn trong hộp như vậy luôn nè khách. Còn trong hộp như vậy luôn nhá. Đó, được kiểm tra hàng. Từ 40kg tới 80kg vừa. Và cái này hàng sale đó, cho nên em sẽ kiểm tra là em còn màu nào em giao màu đó nha. Nhưng mà em sẽ lấy cho mình là hai cái hai màu khác nhau, không có bị trùng màu nha. Hai cái là hai màu, được chưa? Bạn sẽ tặng cho mình luôn. Còn đồ ngủ bên nhà em sale cho mình là 4 bộ có 100.000 thôi. 4 bộ đồ ngủ 100.000. Đó. Chất là liệu là thun lạnh cho em. Thun lạnh. Có ren nha. Đồ ngủ thun lạnh. Ren nơ cho mình nè. Siêu đẹp chưa? Xả cho mình. 4 bộ 100.000. 4 bộ 100.000 các tình yêu ơi. 4 bộ mà 100.000. Em xả nhanh cho mình luôn. 4 bộ đồ ngủ thun lạnh 100.000. Ai thích inbox cho em nha. Inbox cho em nhớ. Ở gần đó thì khỏi cần để địa chỉ lại nhà em lấy, thì khỏi cần địa chỉ gì hết. Còn ai ở xa thì nhớ cho em số điện thoại, địa chỉ mới đi lên cho mình được nha. Rồi đồ ngủ nè. 4 bộ 100. Ai thích đồ ngủ thì inbox đồ ngủ cho em 4 bộ 100. Đồ ngủ 4 bộ 100 cá tình yêu ơi. 4 bộ đồ ngủ 100.000. Được kiểm tra hàng. Vải xuất sắc vậy đó. Áo thun là em đang xả nha. Hai áo 100. À, hai áo 101. Áo thun trung niên. Áo có túi logo theo hẳn hoi. Đẹp trai cho mình luôn. Đẹp trai cho mình luôn, xịn sò. Hai áo chỉ có 110.000 thôi. Áo sọc là hai áo 103. Áo sọc là hai áo 103 nha các tình yêu ơi. Áo sọc cho em là hai áo 103 đủ size hết. Ai mặc size nào inbox em. Sơ mi hai áo 100, tay ngắn tay dài. Đồ ngủ 4 bộ 100. Rồi, quần sọc nam. Quần sọc nam cho em cái size này nó từ 40kg tới 60kg nha. 40kg tới 60kg cho em cả nhà ơi. 40kg tới 60kg cho em à. Siêu đẹp luôn. Xả cho mình. Đó, xả cho mình nha. 4 quần 100. 4 quần 100.000 cho em cả nhà ơi. 4 quần. 4 quần cho em 100.000. Từ 40kg tới 65kg. 65kg thì cao mét 6 cho em nha. Còn ai thấp thấp á thì 60kg thôi. 4 quần. 4 quần có 100.000 thôi nhá. Nó có viền cho mình luôn nè. Logo theo luôn. Logo theo luôn cả nhà. Đằng sau nè. Đẹp chưa? Quần có dàn đáy nha. Quần có dàn đáy. 4 quần 100. 4 quần 100 các chị ơi. 4 quần 100 cho em. Siêu đẹp. Xả nhanh cho mình 4 quần 100. 4 quần cho em 100.000. Được kiểm tra hàng. Bao chất luôn. Bao chất luôn cả nhà ơi, bao chất cho em luôn nha. Quá trời đẹp luôn. Xuất sắc. Áo thun form rộng em bán cho mình 4 cái 100. Áo thun form rộng tay lỡ em bán cho mình 4 áo 100. Lấy 4 quần nha chị Mạnh Thân.
Ok Mạnh Thanh. Ủa Mạnh Thanh ơi, thấy quen quá, ở gần nhà Tâm không, ra lấy hay gì? Thấy quen lắm. Tâm thấy quen lắm luôn á, mà Tâm không biết ở đâu thôi, hình như gần nhà Tâm nè. Rồi chốt cho Mạnh Thân 4 quần nha, bán cho 4 quần có 100 ngàn thôi. Vải đẹp, được kiểm tra hàng, quen lắm. Hết này nhìn mặt quen lắm, nhìn hình quen lắm. Gần nhà, mua đồ ăn mình hoài à, mình nhớ là vậy á. Ừ đúng rồi, nhớ rõ ràng, nhìn hai đứa nhỏ kìa. Mai em lại. Tâm để sẵn rồi, Tâm ghi tiền sẵn rồi, lại để chồng Tâm lấy cho, nhiều khi Tâm không có ở nhà hay Tâm đi vòng vòng vậy đó. Rồi áo thun form rộng nè cả nhà, xả cho mình 4 áo 100, ai chốt trên live bán giá tặng áo thun form rộng 4 áo 100 ngàn, đã lắm luôn. Mặc cho mình xem thử nha. Chất vải bao đẹp, chỉ có trên line mới chốt thôi. Tay lỡ luôn nè. Bao sang bao đẹp được chưa? Bán xả cho chị em mình luôn với giá nè. 4 áo như em đang mặc 100 ngàn, 4 áo 4 màu nha. 4 áo 4 màu cho em cả nhà ơi. 4 áo 100 ngàn, được kiểm tra hàng. 4 áo và 4 màu nè cả nhà, được kiểm tra hàng cho em, được chưa? Xả 4 áo 4 màu. Xả 4 áo 4 màu các tình yêu ơi. 4 áo 4 màu cho em, siêu đẹp luôn. 100 ngàn, 4 áo thun form rộng như em đang mặc. Tay lỡ, đã quá luôn. 4 áo thun form rộng 100 ngàn cả nhà ơi. Còn gì ưu tiên hơn nữa không? Còn gì ưu tiên hơn nữa cho chị em mình dễ mặc hơn không? Đây, 4 áo thun như vậy 100 ngàn cả nhà. Trời ơi, cả nhà mình nhận về mà không kêu con Tâm này nó bị khùng mất gì em cũng chịu hết á. Em xả nhanh cho mình luôn 4 áo 100 nha. Nên cả nhà mình thương chia sẻ like giùm em. Mạnh Thanh ơi, chia sẻ like giùm Tâm. Mạnh Thanh ơi, Tâm lên like Tâm sell rất là sốc luôn, sell giá lỗ không à nha. Lên like, chia sẻ like giùm Tâm với. Tâm không cần gì cả nhà mình hết. Thế giờ ở bên ngoài Tâm bán cái này là một áo như vậy là 40 ngàn, lên like sale cho mình là 4 áo 100 ngàn nè. Chỉ cần xin cả nhà mình một nút chia sẻ like thôi cả nhà ơi. Nên cả nhà mình thương em nha, cho em xin một nút chia sẻ like. Cái chất vải thì nó quá đẹp rồi đúng không, chất vải là quá đẹp luôn, nên mình thương cho em xin một nút chia sẻ like với nha, siêu đẹp luôn. Tại em mới like đó, nhiều người chưa biết nên đó, cả nhà mình thương em, cho em xin một nút chia sẻ like. Mình mua được hàng đẹp nè, mình giới thiệu cho người thân bạn bè của mình mua với nhá. Đó, siêu đẹp luôn. Xả 4 áo thun form rộng 100 ngàn, tay lỡ như Tâm đang mặc luôn cả nhà. 4 áo mà 100 ngàn, mua hàng là mình được kiểm tra hàng, không có gì mà phải sợ, phải đắn đo, phải suy nghĩ hết nha. Đó, được kiểm tra hàng cho em 4 áo 100. Ở đây đa số là trước mắt là em khách quen nhiều, khách gần nhà nhiều, ta lại lấy là nhiều luôn á. Hoặc là em tới nhà em giao cho khách đó. Để mình ở xa, mình chưa mua đồ của em bao giờ thì mình thử trải nghiệm đi. Mình nhận hàng vải đẹp, bảo đảm mình so mua lại em lần hai à. Hàng nhà bán hàng là bao uy tín nha. Nhưng mà có một cái vấn đề, một cái lúc này em cũng phải nói cho cả nhà mình biết, ở trên live sẽ không bao giờ có được bằng cái giá ở shop nha. Lấy em 4 áo 100 nha chị. Ok em, quá đẹp luôn. Siêu đẹp. Em bao chị em mình đẹp luôn. Hàng không đẹp không cần lấy tiền các tình yêu của em luôn nha. Hàng không đẹp là em không cần lấy tiền luôn. Lấy cho hai kiểu cho mặc cho dễ. Vải đẹp lắm. Chia sẻ like giùm em cả nhà ơi.
Em bán sale quá rẻ, mình nhớ chia sẻ like giùm em nhá. Mình nhớ chia sẻ like giùm em, tại vì em bán quá sốc rồi. Em bán giá quá sốc luôn các tình yêu ơi. Đó, áo thun form rộng em đang mặc trên người mà có 4 áo 100, suy nghĩ gì mà không đặt. Suy nghĩ gì mà không đặt cả nhà ơi. 4 áo 100, bao chất bao đẹp luôn, bao kiểm tra hàng nha. Rồi, áo thun trung niên nè. Áo thun trung niên cho em xả cho mình luôn. 2 áo 101. 2 áo chỉ có 101 thôi cả nhà mà được kiểm tra hàng. Cái áo này, cái túi nè, nó siêu đẹp luôn. Nhá, nó siêu đẹp luôn. Rồi, logo của nó là theo nhá. Logo nó là theo. Chất vải là dày, đẹp, dày đẹp lắm. Dày đẹp lắm luôn nhá. Cực kỳ đẹp cho em luôn. Size là từ 40kg tới 80kg mặc vừa. 40kg mà tới 80kg mặc vừa cho em. Em bán giá tặng cho cả nhà mình á, chỉ có 2 áo 101 thôi nha. Được kiểm tra hàng cho em. Giá quá sốc luôn cả nhà. Giá quá sốc luôn. 2 áo 101 được kiểm tra hàng. Còn áo sọc đó là 2 áo. 2 áo 103. Cái 2 áo sọc quá thì bên nhà em á, sọc thường này nhà em để còn là size cho mình từ 65kg tới 80kg mặc vừa. 65kg tới 80kg mặc vừa. 2 áo có 101, 2 áo có 103. 2 áo em xả mình có 103 cả nhà, cái vải nó đẹp lắm. Ôi đã chưa. Tay bo nè. Tay bo nè. Cổ bẻ nè. Sọc siêu đẹp luôn. 2 áo 103 được kiểm tra hàng nha. Được kiểm tra hàng, 2 áo 103 được kiểm tra hàng. Vải siêu đẹp. Vải siêu đẹp cho em luôn. 2 áo 103. Đó. Chia sẻ like là có đơn nhá. Chia sẻ like là có đơn, em xả tặng cho mình không à. Xả tặng cho mình luôn. 2 áo sọc 103, 2 áo trơn 101. Được kiểm tra hàng cho em. Chia sẻ like mạnh tay vào cho em nha các tình yêu ơi. Chia sẻ like mạnh tay vào cho em nha. Bán giá tặng luôn, giá hời chỉ có trên like mới có thôi. Rồi, em xả cho mình luôn tôm phối. Cái này là 80 ngàn một bộ. Em sale cho mình trên like 5 bộ giá 300. Tính ra một bộ 60 ngàn. Với điều kiện là chị em mình phải chia sẻ like cho em nha. Ai chia sẻ like chốt đơn, còn không chia sẻ like em không có chốt đơn được cho mình ha. Tại vì cái này là giá sale. Ai mặc size nào thì mình inbox cho em size đó. Được chưa? Ai bao nhiêu ký inbox cho em lấy size cho mình. Đây, size này size 2 các nhà, cả nhà ơi. Tôn phối siêu đẹp luôn. Size 2 của nhà em thì nó tầm là từ 40kg, 40kg tới 50kg vừa nhá. 40kg tới 50kg vừa cho em. Được chưa? Đẹp vậy nào, xuất sắc luôn. Xả 5 bộ 300. 5 bộ 300 tính ra một bộ 60.000 nha. Em bán lẻ một bộ 80.000 nha các tình yêu ơi, bán lẻ một bộ là 80.000 nha. Ai chốt trên like, chia sẻ like cho em bán tặng mình luôn 5 bộ 300, có chia sẻ like có đơn, không chia sẻ like không có đơn nha. Tôn phối, trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn. Tôn phối cho em. Cái chất tôn của nhà em là xịn loại 1 nha. Người ta bán 100 ngàn, em bán 80 ngàn đã rẻ hơn 20 ngàn một bộ rồi. Nhưng hôm nay chị em nào chia sẻ trên like cho em, có chia sẻ là có đơn đó, có chia sẻ là có đơn nhá. Đây, cái đáy quần, cái điều quan tâm đầu tiên của chị em mình khi mặc đồ tôn là cái đáy quần. Trời ơi, Tâm ơi, cái quần này nó có mục không? Cái vải nó có đẹp không? Có nhiều câu hỏi đặt ra cho Tâm rất là nhiều luôn. Nhưng mà Tâm khẳng định với cả nhà mình một điều đó là sao? Cái chất quần bên nhà Tâm, cái chất tôn bên nhà Tâm, cái quần này mình mặc đây một năm còn chưa mục nữa nha. Một năm còn chưa mục nữa, không phải như những cái chỗ khác người ta bán cho mình á. Mình về mình chỉ cần thảy vô nước thôi. Bản thân Tâm đã bị rồi. Thảy vô nước thôi, dỡ lên mục xé cái tẹt vậy nè. Còn đồ nhà Tâm là bao chất bao kiểm luôn. Được chưa? 5 bộ 300 ngàn được kiểm tra hàng. Không đẹp khỏi lấy. Khách nào gần nhà lại nhà lấy ơn đó. Ở xa mới giao. Áo thun em đang mặc xả 4 cái 100. Trời ơi chất đẹp xịn mà bán áo không 4 cái 100 đó cả nhà. Rồi tôn phối này em ăn xả nha. Quần lỡ có túi hai bên cho em. Siêu đẹp như vậy đó. Xả 5 bộ 1, 5 bộ 300 đó. Ai thích lên cho em 5 bộ 300. Trên like mới sale, dưới like không sale nha. Trên like mới sale, xuống like là em không còn sale cho mình giá này nữa. Em chỉ bán giá sale ở trên like thôi. Tại vì chị em mình lên trên like phải chia sẻ like mới được đơn ha. Thay vì em mướn người ta, thay vì em mướn người ta
giới thiệu cho em, thì bây giờ em bớt cho các chị, các chị giới thiệu cho em nào, được chưa? Bán lỗ luôn, nhưng mà có một điều em biết là ít ai mua lắm, nên em sale, nhưng mà đừng, cả nhà mình bảo là mình biết á, mình đừng có phân bì. Tâm ơi Tâm, chị mới lại sốt cưng mua buổi sáng, cưng bán chị bộ 80 ngàn, sau tối cưng lên like, cưng like bộ 60. Không phải, Tâm lên like bộ 60 là Tâm bán là 5 bộ, với một điều kiện đó là chị em mình phải chia sẻ like ha. Cái nào mình nói cho rằng khách xa khách gần á đã mua đồ lại shop em mua đồ thì cũng thương em một cái nha. Em lên trên live sale rẻ thiệt, cũng là một loại vải luôn, cũng là một size luôn, cũng là một màu luôn, mà tại sao nó khác nhá nhau? Tại vì trên live mấy chị thương em, mấy chị chia sẻ live cho em là sẽ bán giá tặng cho cả nhà đó nha. Siêu đẹp luôn, shop em ở tặng chị ơi, tặng chị Góc Trăng, shop em ở tặng chị, xã tặng chị. Em chỉ bán quần áo vào buổi chiều thôi, buổi sáng nhà em bán đồ ăn. Khách của em quen em là biết hết rồi. Đó, tối thì em like hàng. Đó, đồ ở shop á, một bộ đồ này lại shop nhà em bán 80 ngàn nha chị. Một bộ đồ này như em đang cầm cho cả nhà mình nào, một bộ đồ em bán là 80 ngàn. Khách lại mua thử bao ok luôn. Nhưng mà ai mua trên like, mua 5 bộ em bán cho mình với giá là 300 ngàn, tính ra một bộ chỉ có 60 ngàn thôi nha. Đó, 5 bộ được 5 màu khác nhau, size cho mình từ 40 kg tới 80 kg có size nha. Từ 40 kg tới 80 kg em có size. Em đi đơn từ 5 bộ. 5 bộ là 300 ngàn cả nhà ơi, 5 bộ là 300 ngàn ha. Lại shop em không bán như thế này nha, lại shop em bán 80 ngàn một bộ nha cả nhà. Chứ cái này thị trường người ta bán 100 ngàn một bộ, mà em bán cho mình là 5 bộ 300 nha. Mua hàng được kiểm tra hàng, chất bao đẹp luôn. Ai ở gần nhà em thì lại lấy ơn, ở xa thì nói em mới ship. Ở xa thì nói em mới ship nha, không nói không ship đâu. Biết đã biết đường nào mò mà ship. Áo thun em đang mặc là xả 4 cái 100 thôi. Áo thun form rộng, tay lỡ, 4 áo 100. Chế ở gần phố Việt Thúy không chế không chị ơi? Em ở trong xã Thành Chị, shop Việt Thúy là ở Phú Lộc. Shop Việt Thúy là ở Phú Lộc chị, em ở trong xã Thành Chị á. Em ở trong xã Thành Chị chứ em không ở Phú Lộc nha. Rồi, trời ơi, tôn phối này là người ta bán nè 100 ngàn, em bán 80 ngàn là đã khen rẻ rồi đó. Nhưng hôm nay trên live ai chốt cho em bán cho mình 5 bộ 300, tính ra một bộ 60 ngàn. Tính ra một bộ là chỉ còn có 60 ngàn thôi, tôn phối. Cái chất vải của nó là cả nhà, nó đẹp xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Đó nha, bên em có ship nha, bên em có ship. Trong tỉnh nó chỉ có 20 ngàn tiền ship thôi, ngoài tỉnh Sóc Trăng thì mới là 30 ngàn tiền ship. Mà được kiểm tra hàng cho em đó. Mà được kiểm tra hàng cho em nha, siêu đẹp luôn đó. Ở xã Thạnh Trị chị ơi, ở xã Thạnh Trị, em ở xã Thạnh Trị nha. Siêu đẹp luôn. Em xả nhanh cho mình nè, 5 bộ 300 được kiểm tra hàng. Vải bao đẹp, vải bao đẹp các tình yêu ơi. 5 bộ 300, ôi đẹp quá trời luôn. Áo thun em đang mặc 4 áo 100. Áo thun em đang mặc có 4 áo 100 thôi cả nhà. Áo thun em đang mặc là có 4 áo 100 thôi nha. 4 áo 100 ngàn cho em, siêu đẹp luôn. Được chưa? Bán giá tặng cho mình thôi. Từ 40 kg, từ 40 kg tới 80 kg có size nha. Tôn hai, tôn phối cho em nè. Tôn phối cho em từ 40 kg tới 80 kg có size. Tay cánh tiên, vải siêu đẹp mà siêu mướt luôn các tình yêu ơi. Mua thử một lần đi, bảo đảm sẽ quay lại mua lần hai nha. Bảo đảm sẽ quay lại mua lần hai. Chất vải bao ghiền. Đó, chỉ có trên live mới được cái giá này thôi. Chỉ có trên like mới được giá này thôi nha cả nhà ơi. Ai chốt trên like là chia sẻ like mới bán nhá tặng nha. Không chia sẻ like không có đơn. Không chia sẻ like không có đơn nha. Có chia sẻ like là có đơn, không chia sẻ like là không có đơn. Quá trời đỉnh cho em luôn. Quá trời đỉnh cho em luôn nha cả nhà ơi. Siêu xuất sắc luôn. Siêu xuất sắc cho em luôn nè. Trời ơi, tôn phối bán 5 bộ 300,
tính ra một bộ chỉ có 60.000 thôi nha. Tính ra một bộ chỉ có 60.000 thôi. Chất vải bao đẹp được kiểm tra hàng à, bao chất bao test luôn các tình yêu ơi. Bao chất mà bao test luôn, ghê không, ghê không. 5 bộ 300 được kiểm tra hàng nha. Đủ size cho mình hết, từ 40kg tới 80kg. Ai bao nhiêu ký cứ việc inbox cho em thoải mái luôn. Hàng này em có mang ra chợ bán với chị, em có mang ra chợ bán, em bán 80.000 một bộ. Em bán 80.000 một bộ chị yêu ơi. Lại lên live sale lấy tương tác. Với lại mấy chị yêu mà chia sẻ like cho em bán giá xạ cho mình đó, là 5 bộ 300 chứ em không có bán giá đó. Bán cho ai cũng một giá, một là 80.000 một bộ. Trên live ai chốt 5 bộ bán xạ 300, 3 bộ có ship không chế, 3 bộ là giá 70. Chị ơi, cái này em đi đơn từ 5 bộ à. Như bên em, như chị thấy mình lên trên mạng là mình thấy người ta thường xỉ á, với cái mức độ là từ 10 bộ đúng không? Bên em xỉ cho mình là 5 bộ thôi. Xỉ này để câu like á. Chị mua 5 bộ đi, vải đẹp lắm. Thiệt, được kiểm tra hàng. 3 bộ thì là giá 70 nha chị. 3 bộ giá 70, còn 5 bộ mới giá 300 nha. Rồi. Áo thun này trung niên đó cả nhà. Áo thun này trung niên nha. Cổ bẻ, vải đẹp lắm luôn. Vải dày đẹp. Đây, cái này của nó có túi nha. Có túi nè, có túi. Logo thì là logo theo giùm em đó cả nhà. Logo theo giùm em luôn. À, em có size cho mình từ 40kg tới 80kg vừa. Từ 40kg tới 80kg vừa nha. Em bên chợ khu á chế, chợ khu 20.000 tiền ship à chị ơi. Chị để lại số điện thoại cho em. Chị để lại số điện thoại cho chị cho em nha, là mấy anh shipper giao tới à. 20.000. 20.000. Mua hàng bên nhà em nha chị, mình được kiểm tra hàng cho em. Em lúc nào cũng cho mình kiểm tra hàng hết. Chất vải là bao đẹp, chị cứ mua thử đi. Đẹp mua lại lần nữa. Em đâu có khùng đâu. Nhà em bán shop tại nhà mà em bán đồ xấu, mai mốt ai mua lại lần hai. Thì chị cứ trải nghiệm thử đi. À, chị đặt đi rồi shipper giao hàng tới, chị được rờ vải, chị được kiểm tra hàng. Chứ không phải như là em giao cho chị một cục hàng, ôi em bán rẻ quá không cho chị kiểm tra hàng đâu. Không có biết là cái giả rách hay là cái cục gạch gì ở chẳng được kiểm tra hàng hết, nên chị cứ việc yên tâm ha. Rồi, áo thun cho em, áo thun trung niên nè. Cái hàng này là không ai dám bán cho mình hai áo 101 đâu. Em cũng không dám bán đâu, em làm sao dám bán. Nhưng mà trên like á, chị em nào chia sẻ like cho em bán nó tặng luôn, lỗ cũng bán. Chỉ cần là chị em mình giới thiệu em cho người thân, bạn bè, người quen của mình là được nha. Chỉ cần chị em mình cho em xin một nút chia sẻ like, em sẽ chốt đơn cho mình liền tay luôn. Hai áo như vậy có giá 101, size số cho em là từ 40kg tới 80kg mặc vừa. Cái chất thun của nó là quá dày, quá đẹp luôn. Em đưa cận cảnh cho mình xem nè. Đồ đẹp mới dám đưa gần, đồ xấu ông nội em cũng không dám đưa nữa nha. Đây, cái túi nè, logo theo xịn sò giùm em, cổ bé, trời ơi. Vải đẹp lắm các tình yêu ơi. Hàng này nhận về, trời ơi, bà này bà khùng. Tôi mới phát hiện ra con nhỏ này trên live nó khùng bà ơi. Nó bán nè, hai cái áo đẹp như vậy nè, mà có 101 thôi. Giới thiệu cho người thân mình liền nha. Giới thiệu cho người thân bạn bè mình mua liền giùm cho em. Được chưa? Hai áo thun 101 cho em. Siêu đẹp. Chỉ trên live mới chốt thôi nha. Ai muốn mua hàng này của em á, là em có chốt trên live mới có đơn. Em xuống live rồi là em không có chốt, là mình là không có đơn nha. Rồi đừng có không, trên live em đâu có ừ đâu mà lại nhà em lấy lại nhà rờ vải xong nói trời ơi, hôm qua chị có chốt trên live không có. Em chưa ừ là không có đơn. Muốn gì tối lên xem live mới có đơn nha. Và cái giá này là giá sale, chủ yếu để chị em mình chia sẻ like cho em á. Chia bán giá này lỗ là chồng em nó đuổi em đi Bình Dương liền. Tại vì em thừa biết là mấy chị tâm lý á, mấy chị cũng tâm lý lắm, sợ đồ xấu mấy chị cũng đâu dám mua. Em bán đa số là khách quen trước mới từ từ tới khách lạ. Bởi vậy á, khách quen có mua hàng của nhà em á thì chia sẻ like giùm em. Em bán giá sale toàn lỗ không à. Mà một đêm á em bán cũng không có nhiều cho nên bán số lượng cũng ít lắm. Nên lỗ không bao nhiêu em bù qua được. Em bù qua được nha. Chỉ cần chị em mình chia sẻ cho người thân bạn bè của mình cho giúp em là được. À, sơ mi mà bán 2 cái 100 nè cả nhà. Sơ mi mà còn trong hộp luôn nè, bán 2 cái 100 nè cả nhà. Tin nổi không? Tin nổi chưa? Được kiểm tra hàng chứ không phải bán mà. Trời trời, bả lên live bả sale 2 cái áo trong hộp như vậy nè, đẹp như vậy nè cả nhà ơi. 100.000 lúc nhận về thành 2 cái giả lông nhà lắm có đâu nha.
Đúng trong hộp như vậy thì nhận, không trong hộp thì miễn bàn, nhấn nút biến giùm em các bác ơi. Lừa đảo hết rồi, được chưa? Hai áo 100 ngàn cho Tâm luôn. Size 40 tới 80 kg có size nha. Áo thun form rộng đang mặc 4 cái 100. Vải ơi là vải, đẹp quá luôn vải ơi. Tay, tay lỡ luôn nè, được chưa? À, mua ngay 4 áo về cho em mặc lên tên. Có 100 ngàn à, lừa đảo nhau chi đâu, mệt lắm. Đó, 4 áo thun form rộng 100 ngàn nha. 4 áo thun form rộng 100 ngàn các tình yêu ơi. Áo sọc xả 2 áo 130. Áo thun form rộng Tâm đang mặc là từ 40kg tới 65kg mình mặc vừa. 4 áo mà 100 ngàn, bao dễ thương luôn, bao kiểm tra hàng luôn nhá. Rồi, áo sọc cho Tâm xả nhanh cho mình 2 áo 130. Hai áo mà có 130 ngàn thôi. Vải đẹp, cổ bẻ, có túi nè. Có túi nè nha, có túi luôn nha. Xịt, xò. Được kiểm tra hàng 2 áo 130. Hiện tại bây giờ cái hàng thường này em còn size là 65kg tới 80kg vừa. Đó, ai mặc size này thì inbox cho em, được chưa? 2 áo 130 ngàn được kiểm tra hàng. Đó, cho chị em mình kiểm tra hàng thoải mái luôn. Có chia sẻ like là có đơn, không chia sẻ like cười trừ. Đó nha. Lên like sale lỗ là nhớ chia sẻ like giùm em là được. 2 áo 130 ngàn. Áo sọc. Ôi nó đẹp, đẹp lắm. 2 áo 130. 2 áo 130 ngàn cho em. Ôi mấy chị yêu ơi, bán giá quá rẻ luôn. Bán giá quá rẻ luôn nha. Rồi, ai thích mặc đồ đá banh, em lên đồ đá banh cho mình nè, em lên đồ đá banh cho mình các tìm yêu ơi. 40 ngàn một bộ, trời ơi trời. Size này cho em là từ 45kg tới 60kg vừa. 45kg tới 65kg vừa, 40 ngàn một bộ. Em đi đơn từ 5 bộ à. Áo có màu khác không chế, áo gì chế ơi? Áo gì có màu khác? Áo em đang mặc á hả? Áo thun em đang mặc hay là áo sơ mi chị? Áo gì chị? Đó, siêu đẹp luôn. Đồ thun đá banh 5 bộ 5 màu khác nhau nhá. 5 bộ 5 màu khác nhau cho em. 5 bộ mà có 200 ngàn thôi các tình yêu ơi. Size từ 45kg tới 60kg vừa. 45kg tới 60kg vừa nè. Đã quá luôn. Đã cá quá luôn cả nhà. Xả luôn cả nhà. 5 bộ 200 cho chị em mình kiểm tra hàng luôn. Vải siêu đẹp. Size 45kg, 45 tới 60kg vừa. Xả. 5 bộ 200. Hàng bên nhà em là 2 bộ 2 màu. Áo 55k có. Có chị ơi, nhiều màu. 2 áo 2 màu chứ đâu phải một áo có một màu sao mà. Nhiều màu lắm. Bao nhiêu ký? Em cho mình xem màu ngẫu nhiên nhé. Đây, tùm lum màu hết, màu xanh, màu xám, màu đen, rồi màu vàng đồng gì tùm lum hết. Hai áo là mình được hai màu, không có bị trùng màu chị ơi. Hai áo là mình được hai màu nha. Đây, 55 ngàn nè. Hai áo là mình được hai màu khác nhau cho em, không có trùng màu. Bán hàng là không có trùng màu nha. Bán cho người ta hai cái áo 101 mà đưa vô trùng màu cái về người ta biết sao mà, đúng không cả nhà? Yên tâm nha chị, hai áo là em sẽ đưa cho mình hai màu khác nhau, cũng như áo sọc vậy đó. Áo sọc nếu mình mua hai cái sẽ lấy cho mình hai cái sọc khác nhau cho chị em mình thay đổi đó, được chưa? Áo em đang mặc 4 áo 100, 4 áo cũng được 4 màu khác nhau luôn. Rồi đồ đá banh nè, đồ đá banh size từ 45kg tới 60kg vừa là cũng luôn. 5 bộ 5 màu chứ không có thể nào trùng màu được nha, chị cứ yên tâm. Ai mua đồ bên nhà em cứ việc yên tâm. 4 bộ 4 màu, 5 bộ 5 màu. Trời ơi, đi bán mà 2 bộ 1 màu, 3 bộ 1 màu, 4 bộ 1 màu chắc khách mặc khùng luôn. Yên tâm nhá. 5 bộ là được 5 màu. Đó, 4 bộ là 4 màu, 2 áo, 2 bộ là 2 màu. Mà đặc biệt là mình được kiểm tra hàng. Khách nào gần nhà thì lại lấy ơn, khách nào ở xa thì mới ship. Cho ship mới ship nha. Cho kiểm tra hàng các tình yêu ơi, cho kiểm tra hàng.
bán là cho kiểm tra hàng, khách nào gần nhà thì lại lấy ơn, còn khách nào mà trên đường em đi bán là em mới giao. Như chị Yến hồi nãy chị chuyển khoản cho em là tại vì em mà sáng em bán đồ ăn á, em có đi ngang nhà chị nên là em sẽ giao cho chị luôn, chị không có cần phải ra, chị mua tặng cho cha, chị mua tặng cho cha nên em không cần phải đi ra nha. Rồi quần xịt nam, quần xịt nam em có tặng cho cả nhà mình luôn cả nhà ơi, quần xịt nam có tặng cho cả nhà mình luôn, 10 quần là 100 ngàn, 10 quần xịt nam cho em giá 100 ngàn, size cho em là từ 40kg tới 80kg em có size luôn nhá. Cái độ co giãn của nó rất là ok luôn cả nhà, vải chất vải cực kỳ mềm cho em luôn, em đi đơn từ 10 quần, em đi đơn từ 10 quần nhá, 10 quần cho em siêu đẹp luôn. Đây 10 quần cho em cả nhà ơi, được chưa, bán giá tặng cho cả nhà mình luôn, 10 quần xịt nam 100 ngàn. Ai thích inbox cho em 10 quần xịt nam 100 ngàn cả nhà ơi, 10 quần xịt nam có 100 ngàn thôi, được kiểm tra hàng cho em nha, được kiểm tra hàng, 10 quần xịt nam có giá 100 ngàn, size từ 40kg tới 80kg đây. Đó, 10 quần như vậy cho em nè, 10 quần cho mình nè. Đó, một ri như vậy là 10 quần mà có 100 ngàn thôi, được kiểm tra hàng nha, được kiểm tra hàng cho em, chất bao đẹp quần xịt nam, 5 bộ tôn phối, 4 áo phung màu, 5 bộ phung đá banh không lấy màu hồng. Chị ơi cho em xin số ký, cho em xin số ký nha chị, cho em xin số ký. À, đá banh á, thì size này là từ 45 tới 60 kg ha. Còn cái đồ tôn á, chị cho em xin số ký với là áo thun á, phải có số ký mới được nha. Có số ký em sẽ lấy cho chị. Là em chưa biết số ký của mình á. Mua hàng là được kiểm tra hàng nha. Chị kêu. Chia sẻ like dùm em với chị Kiều ơi, tại vì giá này là giá sale á, chia sẻ like dùm em với em bán lỗ không à. Chị về chị nhận hàng đi là chị bảo đảm, em bảo đảm với chị luôn. Trời ơi bé này bé bán đồ á, vải đẹp quá trời luôn mà bé sao bán rẻ quá trời. Tại vì em chỉ cần cả nhà mình giúp em bằng một nút chia sẻ like thôi. Thay vì em chạy quảng cáo thì em sẽ bán rẻ cho cả nhà mình, để cả nhà mình trải nghiệm được cái chất lượng vải bên nhà em, chất lượng đồ bên nhà em nó đẹp hay xấu nha. Để cho cả nhà mình á, chia sẻ cho người thân, bạn bè mua tiếp em nha. Đó, Nguyễn Ngân, 2 áo 5 sọc. Ok Nguyễn Ngân ơi, 2 áo 5 sọc mình bao nhiêu ký ạ? Mình 65kg hay là 80kg? Cho em xin số ký nha Nguyễn Ngân. Ở gần nhà em không? Nếu ở xa thì cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Nếu ở xa thì em cho xin số điện thoại địa chỉ luôn. Cho em xin một nút chia sẻ like với cả nhà ơi. Thực sự luôn, cho em xin một nút chia sẻ like với. Em bán lỗi vẫn bán cho cả nhà mình, chỉ cần chia sẻ like cho em là được. Cả nhà biết không, nó bắt em chạy quảng cáo á, mười mấy triệu, biết bán được hàng hay không mà tự nhiên mất mười mấy triệu, khách chưa biết về chất lượng nhà mình bắt mười mấy triệu. Thôi để tôi lên like, tôi bán rẻ bán lỗ tôi vẫn bán, mà cả nhà mình á được mặc đồ của em mới biết mới quay lại mua chứ quảng cáo không làm gì đúng không. Thì cả nhà mình thương em đã bán lỗ rồi, cho em xin một nút chia sẻ like với nha. Chị Kiều ơi cho em nhớ cho em xin số ký đó nha. Số ký của đồ tôn với lại số ký của áo thun nam. Có số ký em mới đi đơn cho mình được. Có số ký em mới đi đơn cho mình được nha. Em mới lấy size cho mình được, mới biết được size nha. Không có số ký là em không có lấy hàng cho mình được. Em lấy, trời ơi, em lấy không vừa size sao chế mạc. Rồi à, Nguyễn Ngân ơi, Tâm có biết mình đâu, hay là ai đâu. Mình để lại số điện thoại cho Tâm, địa chỉ cho Tâm nha. Để lại số ký nữa. Nhiều khi á, cả nhà mình thấy em trên live nhoi nhoi, thấy em quen chứ. Tại vì lên mạng á,
nhiều khi mình lấy hình biểu tượng các em đâu có biết mình đâu. Bộ gì 50k chị? À, 50k là đồ em đang mặc. Nhưng mà chị em mình chia sẻ cho em á, từ 20 mắt đổ lên em mới sale nha chị. Cái hàng này là 100.000 một bộ. Hàng này là 100.000 một bộ. Chị em mình chia sẻ like cho em, từ 20 khách đổ lên trên xem trên like, em sẽ bán tặng cho cả nhà mình với một độ như vậy, có 50.000 thôi nha. 50.000 một bộ, chia sẻ cho người thân bạn bè đi. Nếu như mà mắt của em được 20 người, em lấy xuống xe cho mình liền. Hàng này ai cũng bán cho mình 100.000 hết. Nhưng em chỉ bán cho mình là 50.000 thôi. Được kiểm tra à. 20 mắt em mới sell cho mình được cái lô này nha. Là lỗ 50.000 một bộ luôn đó khách ơi. Còn áo thun, áo thun tay ngắn nè, áo thun tay ngắn, áo thun tay lỡ form rộng nè, xả 4 áo 100.000. 4 áo 4 màu nha cả nhà. 4 áo 4 màu cho em siêu đẹp luôn. 4 áo 4 màu. Ở cảm ơn Nguyễn Thị Betty đã chia sẻ like cho Tâm nha. Đó, siêu đẹp chưa? Siêu siêu đẹp cho em luôn, xả 4 áo 100. Thun AT Tâm cũng có xả nữa, 50.000 một bộ nữa. Tâm có xả thun AT 50.000 một bộ nữa, để Tâm cho mình xem thử nha. Đây, 50.000 một bộ, thun AT vải siêu đẹp luôn. Vải siêu đẹp luôn. À, có tay nữa, có tay cánh tiên. Đó, tùy nha. Mình bao nhiêu ký mình inbox cho em sẽ cho mình xem nha. 50.000 một bộ là giá trên like nha cả nhà. Vải cực kỳ đẹp luôn, chất bao đẹp. Thun cho em, thun AT vải siêu đẹp luôn. Xả 50.000. Xả 50.000 nha. Được chưa? Bán giá bao đẹp bao xịn cho chị em mình luôn. Được kiểm tra hàng. Chất là bao đỉnh. Chất là bao đỉnh. Quá đẹp. Đó. Hàng bên nhà Tâm là cho kiểm tra hàng nha. Khách gần nhà thì lại nhà lấy, khách ở xa thì mình được kiểm tra hàng. Đó. Em ship mà cho mình kiểm tra hàng. Khách ở gần nhà thì người ta biết chất vải như em rồi. Ta thấy em nhoi nhoi là người ta đặt. Đó. Là người ta lại lấy ơn. Nguyễn Ngân 68kg. Ok Nguyễn Ngân ơi, mình cho em xin xin địa chỉ đi Nguyễn Ngân ơi, tại vì cái tiếng em người Bắc á, nhiều khi em nghe mình không có gành đó nha. Mình cho em xin xin địa chỉ luôn. Bộ tôn 54kg, áo thun 65kg, đồ đá băng size nhỏ bao nhiêu vậy chế? Size nhỏ là em, size của em từ 20kg tới 27kg á, là em đã tắt cho mình 5 bộ luôn là 140.000 thôi. 20kg tới 27kg. Chị muốn mua nhỏ là bao nhiêu ký chị? Chị muốn mua nhỏ bé hay nhỏ là của nhìn chị là bao nhiêu ký? Size này là từ 20kg tới 27kg nha cả nhà. Là 1 5 bộ có 140 thôi, tính ra một bộ là chỉ có 28.000 thôi nha. Đó, 28.000. Rồi còn nữa. Đây. Ví dụ na ná này đi. Size này của nó là từ 30kg, nhưng mà phải cao là một tầm lớp 3, bé lớp 3 á, tại vì 30kg đôi khi mà bé mà tầm 4 tuổi thì nó không có được nha. 30kg nhưng mà bé tầm lớp 3 á, 45kg chế. 45kg cao không chế? Bé là chế 45kg cao không? 45kg là size 40.000 một bộ đó chị ơi. 45kg là size 40.000 một bộ. Đây. 45kg là size 40.000 một bộ nha. Là giá này em đã sell rồi. Hàng này thị trường người ta bán cho mình hình như là 49.000 á. Như bán ra mình là 49.000 á. Lùng. Cái chị gần nhà em, con chỉ học lớp 3 bằng con gái em, 45kg á. Chị mua size này mặc đẹp lắm. Chị mua size này mặc đẹp lắm chị. Bao vừa. Chị giấc cho hai đứa con chị hả? Mấy bộ ta? 6 bộ hay gì? Con chị học lớp 3 chưa? Con chị chắc cũng tầm lớp 3 rồi chứ chị. 45kg miễn sao mà đừng có 5 tuổi, 6 tuổi là được. Phải 8-9 tuổi nha. Phải 8-9 tuổi. Bé kia 27kg. Học lớp 3. Lớp 5 chế ơi, lớp 5 là vừa nha chế. Em bao vừa chế luôn. Lớp 5 là vừa. 45kg lớp 5 là bao vừa. Ở đây bé này 48kg.
48kg lớp 3. Mặc bao đẹp bao vừa. Mặc bao đẹp bao vừa luôn. Chị mua mặc đẹp mai mốt chị quay lại ủng hộ em với nha. Nhớ quảng cáo cho người thân bạn bè giùm em với. Mà em bảo đảm với chị là đẹp, chị cứ yên tâm đi, mua hàng bên nhà em là em bao chị đẹp. Chị cứ việc yên tâm. Em cho chị kiểm tra hàng nhá. Em có cho chị kiểm tra hàng nên chị cứ việc yên tâm, mình không có cần gì phải lăn tăn hết. Đó. Cái chất lượng vải là chị không có cần gì phải lăn tăn hết nha chị ơi. Siêu đẹp cho em luôn. Được kiểm tra hàng. Rồi. Áo khoác hot đi á cả nhà. Áo khoác hot đi á, bên nhà em còn 3 màu. Em còn 3 màu. Một là xanh. Một là xanh, hai là cam. Hai là cam. Ba là màu kem nhá. Ba là màu kem cho em cả nhà ơi. Ba là màu kem cho em. Trời ơi. Siêu đẹp luôn. Em xả cho mình 60 ngày một áo, đi đơn từ hai áo. Cái nón to nè. Size này cho em nó từ 30kg, từ 30kg tới 60kg vừa nha các tình yêu ơi. Nam nữ mình đều mặc được luôn. Các bé học sinh lại nhà em mua hàng này á, mặc lên rất là đẹp. Bản thân em cũng thích, em lấy hai cái em mặc nữa. Nhưng mà thường thường con nít á thì nó sẽ khoái mặc rộng. Còn như mình người lớn rồi, mình xanh si theo còn con nít á thì em khoái mặc ôm nha. Còn ai có gì có gì có cái chị kia lại nhà em mua luôn. Hai mẹ con mặc đồ cặp luôn. Rất là dễ thương nha cả nhà ơi. Cái chất vải của nó là chất lỉ, cực kỳ đẹp luôn, nón to. Nón to cho em. Đây, siêu đẹp luôn. Có túi ở đằng trước nha. Cái này em có 3 màu. Màu kem và màu xanh nhá. Màu kem, màu dạy áo thun lấy size 68kg nha chế. Ok chị, lấy 4 cái áo thun size 68kg. Rồi, chị cho em xin địa chỉ nha chị ơi. Cho em xin địa chỉ nha. Cho em xin địa chỉ số điện thoại. Cho em xin địa chỉ với số điện thoại. Đồ thun đá banh nè. Bé nào mà từ 20kg á, từ 20kg cho tới 27kg là em tâm bán cho mình là 5 bộ 140 nha. Trên like là em tắt nhỏ cho mình rồi đó. Trên like là em có tắt nhỏ cho mình rồi. Đó. Siêu đẹp luôn. Vải bên nhà em là bao đẹp nha. Vải bên nhà em là bao đẹp luôn các tình yêu ơi. Bao đẹp luôn. Bao cho chị em mình kiểm tra hàng thoải mái. Nguyễn Ngân ơi, mình còn ở trên live không? Mình cho em xin địa chỉ đi Nguyễn Ngân ơi. Cho em xin số điện thoại nữa nha chị Nguyễn Kiều. Mình cho em xin số điện thoại nữa nha. Rồi, cảm ơn Nguyễn Nhân nha.
Sóc Trăng hả? Sóc Trăng thì của mình là 20.000 tiền ship nha. Mình được kiểm tra hàng nha Nguyễn Hân ơi. Mua hàng bên nhà em Tâm là mình được kiểm tra hàng nha. Không cho kiểm tra hàng là không phải hàng của em đâu. Bên em cho kiểm tra hàng nha, mình cứ việc yên tâm mình kiểm tra hàng cho em, siêu đẹp luôn. Có đồ ngủ không? Có đồ ngủ chị ơi, đồ ngủ em bán 4 bộ 100 nhá. Từ 40kg tới 65kg mặc vừa. Đồ ngủ thun lặn. Đồ ngủ thun lặn cho em này chị. Siêu đẹp luôn. Có ren có nơ luôn. Em bán cho mình có 4 bộ 100 thôi. Em bán cho cả nhà mình 4 bộ 100 thôi nhá. 4 bộ đồ ngủ 100.000. 4 bộ là chị em được 4 màu khác nhau. 4 bộ đồ ngủ là được 4 màu khác nhau nha. Được kiểm tra hàng 4 bộ 4 màu á chị. À, ai chị bao nhiêu ký thì mình inbox cho em nha. Đây siêu đẹp luôn. À, ai bao nhiêu ký thì mình inbox cho em. Em bán cho mình là 4 bộ có 100.000 thôi. Đó, à, mình được kiểm tra hàng 4 bộ 4 màu. Có ren nè, chất liệu thun lặn, mặc cái này ngủ mát lắm, bản thân em cũng mặc nữa. Quần đùi nha. Quần đùi 4 bộ đồ ngủ 100.000 cả nhà ơi. À, ai thích thì inbox cho em 4 bộ đồ ngủ 100.000. Được kiểm tra hàng chất siêu đẹp luôn. Chất siêu siêu đẹp. Em xả 4 bộ có 100.000 thôi. Nguyễn Ngân dồn đơn cho Nguyễn Kiều nha chế. Ok chị. Vậy hai chị em đi chung luôn. Lấy 4 bộ 60kg. Ok chị. Nguyễn Ngân dồn đơn cho Nguyễn Kiều. Vậy là em gửi địa chỉ của chị Nguyễn Ngân, em khỏi gửi địa chỉ của Nguyễn Kiều hả chị? Vậy là em giao đồ số điện thoại của chị Nguyễn Kiều ha, ông Nguyễn Ngân nè. Đúng không? Đúng không kem mày? Đúng ok em nha. Shop ở đâu chị? Shop em ở, shop em ở xã Thạnh Trị, Sóc Trăng nha chị ơi. Ở xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng. Ôi áo thun sọc, áo thun trơn bên nhà em nó quá đẹp luôn nè các tình yêu ơi. Nó quá đẹp luôn. Mẹ em bán cho cả nhà mình với cái giá là có 2 áo 101 thôi. 2 áo 101 thôi, được kiểm tra hàng nha. Chất bao đẹp luôn. Chất bao đẹp cho em. Được kiểm tra hàng.
mua hàng bên nhà em là bao kiểm đó. Ai mà mua hàng bên nhà em mà không cho kiểm đứng mua, biết cái gì đâu mà mua. Chợ Phú Lộc hả chị? Không, Phú Lộc nhà em ở xã Thạnh Trị là chưa ra với Phú Lộc nghe chị. Nhà em ở xã Thạnh Trị, còn cái đó là Phú Lộc. Và nhà em ra Phú Lộc tầm 20 phút nữa, đi xe nhanh hình như là 10-15 phút hay gì, 10 phút hay gì. Em đi hàng ngày mà em quên mất tiêu rồi, em có để ý. Hình như 10 phút hay gì á, lộ 10 phút. Nghe ở xã Thạnh Trị nha. Có đồ nữ không chị? Có chị ơi. À. Dạ. Em cũng đang chuẩn bị ship đồ cho chị ở ngã năm. Đồ ngủ nhà em xả 4 bộ 100 nha khách. Đồ ngủ em xả là 4 bộ 100 nha. 4 bộ 100. Siêu đẹp luôn, đồ ngủ 4 bộ 100. Áo thun form rộng. Áo thun form rộng nè, 4 áo 100 nha các tình yêu ơi. Áo thun form rộng 4 áo 100 nha. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Rồi lụa hàn. Lụa hàn nửng. Vải siêu đẹp luôn. Em xả 5 bộ 300. Chất vải bao đẹp luôn. Đây. Người mẫu mặc nha các tình yêu ơi. Người mẫu mặc nè. Xả 5 bộ 300. Tay cánh tiên, vải siêu đẹp nha. Vải siêu đẹp, tay cánh tiên. Cái hàng này của nó là từ 40kg tới 60kg mặc vừa. Đó, đồ ngủ quần lửng hả gì chị? Đồ ngủ là quần đùi chị yêu ơi. Đồ ngủ là quần đùi nha, không phải quần lửng nha. 4 bộ 100. Đồ ngủ là quần đùi nha, không phải quần lửng nha. Quần đùi. Đồ ngủ bên nhà em sẽ bán quần đùi chứ không bán quần lửng. Đó. Đồ ngủ quần đùi 4 bộ 100. Áo thun form rộng 4 áo 100. Được chưa? Áo khoác. Áo khoác nè. Xả luôn. 4 áo 100. 4 áo được 4 màu nhé. Cái lắc nó dính. Áo khoác 4 áo 100 luôn nào, 4 áo 4 màu. Áo khoác em xả cho mình luôn 4 áo 100 ngàn, 4 áo 4 màu nè. Có 3 nút, có 2 cái túi khóa ở hai bên luôn nha. Có khóa luôn. Được chưa? Em xả cho mình luôn 4 áo 100, ai thích inbox em. Đồ ngủ là quần đùi. Còn đó là lụa hàn. Lụa hàn, quần lửng. Lụa hàn mới là quần lửng nha chị. Lụa hàn mới là quần lỡ nha. Lụa hàn mới là quần lỡ, chất vải siêu đẹp luôn. Xả 5 bộ 300. 5 bộ mà có 300 ngàn thôi. Quần có túi dằn đáy cho mình luôn. Tay cánh tiên. Tay cánh tiên vải siêu đẹp. Nó khác kiểu nhau nha, không phải là một kiểu đâu. Cái này nè. Cái lụa hàn nó khác kiểu nhau. Nó tùm lum kiểu hết. Từ 40kg. Từ 40kg cho tới 60kg mặc vừa nha. Lụa hàn. Vải siêu đẹp luôn. Lụa hàn quần lửng cho em. Quần lỡ nè. Đó, quần lửng, quần lỡ thì cũng là nó hết á. Xả nhanh cả nhà mình luôn. 5 bộ 300 ngàn thôi. Năm bộ 300. Đó, đẹp chưa? Đó, nó khác kiểu nhau nha. Tay cánh tiên, quần lỡ 40-60kg mặc vừa, vải đẹp lắm luôn. 40kg tới 60kg mặc vừa, vải siêu đẹp, lụa hàn. Người mẫu mặc cho em nè. Cả nhà mình xem người mẫu mặc giùm cho em cái nha. Siêu đẹp luôn, em xả nhanh cho mình luôn. 5 bộ 300. 5 bộ 300 ngày nha cả nhà. Em xả nhanh cho cả nhà mình luôn, 5 bộ 300. Được kiểm tra hàng cho em. Siêu đẹp.
5 bộ 300. Vải cực kỳ mướt mà cực kỳ đẹp luôn. Cái hộp ở trên à, cái hộp ở trên là quần xịt nữ chị ơi. Quần xịt này á, là quần xịt kháng khuẩn co giãn 4 chiều. Nó gồm trong hộp của nó gồm có 5 cái quần xịt nữ như thế này. Hàng này là co giãn 4 chiều kháng khuẩn luôn. Đó, cái form của nó ôm sát với cơ thể mình, mặt nó không có bị chảy xệ. Cơ thể mình tới đâu nó co giãn phù hợp với cơ thể của mình tới đó nha. Đã lắm. Đó, cái này trên live em sell cho mình là 70 đi. Em bán tại shop là 90, chia sẻ live bán cho mình 70, được chưa? Bán cho mình trải nghiệm thôi. Đẹp quay lại mua nữa. Cái độ co giãn của nó đã lắm. Nè mình vừa nói vậy phải không? Giãn từ 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 to tới đâu nó giãn tới đó mà ôm sát với cơ thể của mình luôn. Rất là đẹp. Ai chốt trên live bán cho mình 70 ngàn một hộp, em đi đơn từ 2 hộp nha. Một hộp như vậy là gồm có 5 cái. Một hộp như vậy là gồm có 5 cái. Em bán tại shop 90 ngàn một hộp. Hôm nay ai chốt trên live bán giá tặng luôn 70 ngàn một hộp, em đi đơn từ 2 hộp nha khách. Em đi đơn từ 2 hộp. Co giãn 4 chiều kháng khuẩn. Mặc sướng lắm. Khách của nhà em mặc rồi quay lại mua tiếp đó cả nhà ơi. Vải bao đẹp luôn. Vải bao đẹp luôn. Được kiểm tra hàng. Áo khoác em đang mặc em bán cho mình 4 cái 100 á cả nhà. Tính ra một cái là 25 ngàn. Quá dữ, quá mạnh luôn phải không cả nhà? Bao đẹp luôn. 4 áo 100 ngàn là như em đang mặc nha. Cái này nó có túi hai bên nha. Đó. Còn rẻ hơn giá sỉ đó, đó cả nhà ơi. Có khóa nè. Nhét tiền nhét gì vô đây làm ơn kéo lại giùm cái coi. Đẹp chưa? Đủ size cho mình luôn. Ai bao nhiêu ký thì cứ việc inbox cho em mà ăn lấy size cho mình nha. Đây, 4 cái 4 màu cho Tâm luôn. 100 ngàn 4 cái. Lụa hàn. Lụa hàn là 5 bộ 300 nha. Lụa hàn là 5 bộ 300. Được kiểm tra hàng. Ôi, nó đẹp xuất sắc luôn cái vải của nó. Đẹp. Có người mẫu mặc luôn nha cả nhà. Hàng là cho kiểm tra hàng thoải mái nha. Không kiểm tra hàng khỏi mua đâu. Cả nhà mình mua về đi. Hàng này trên shop đó, em bán tại shop đó là 90 ngàn một bộ rồi. Trên live sale cho mình 5 bộ. 5 bộ là giá 300 nha. 5 bộ là giá 300. Được kiểm tra hàng. Xuất sắc. Bao đẹp có cái tình yêu của em luôn. Bao đẹp có cái tình yêu của em luôn nha. Chia sẻ like mạnh tay giùm em vào. Lấy em 2 bộ lụa 3 bộ tôn được không chế? Ok chị được. Ok. Ok chị được nha. Em cho chị mặc thử, đẹp mấy mốt chị mua. Được, vải đẹp lắm. Để em đổi cho. Bao đẹp. Để em ghi tiền vô. Để lát hồi em cộng đôi, em không biết được em mò. Cái giả này là giả sale cả nhà. Nó đẹp lắm. Nó đẹp lắm luôn. Chị có thích màu vàng em lấy cái bộ màu vàng thích không? Em tính lấy bộ màu vàng này cho chị nè. Mặc màu vàng cho nó trẻ trung cho nó đẹp. Tay cắm tiền nha. Rất là xinh luôn. Chất vải cực kỳ đẹp luôn nha. Chất vải là cực kỳ đẹp cả nhà ơi. Mặc vô không đẹp không lấy tiền luôn nè. Lụa hàn này là người ta em bán là 90 ngàn đó cả nhà. Mà trên live sale cho mình, trên live sale cho mình là 60 ngàn đó. Là em đi 5 bộ. Tại chị này có mua tôn nữa nên em sale theo cho chị luôn. Đẹp lắm. Mặc về đồ đẹp, mai mốt quảng cáo cho người thân bạn bè giúp em là được rồi.
Vải của nhà em là bao đẹp nha. Bao kiểm tra hàng luôn mấy tình yêu ơi. Cho kiểm tra hàng thoải mái. Cho kiểm tra hàng thoải mái nha. Lấy màu nhu nhu nha chế, ok. Rồi và để Tâm lấy màu vàng lại. Tâm lấy màu vàng lại ha, Tâm lấy màu nhu cho mình. Quan trọng cho mình thích thôi à. Thích màu nhu, Tâm sẽ lấy màu nhu cho mình ha. Tâm dễ lắm. Để lát Tâm bỏ một màu vàng lại. Cái tone á, lúc mà chị nhận hàng về chị đừng có lo là ôi chị ơi em có 53 kg sao mà chị đưa cho em bự quá, là chị đừng có nói, đừng có vội vàng mà nói nha, là đồ tone á. Tại vì á, có em bán rồi cái chị kia chị cãi em dữ lắm, cãi như thắng rồi á, em lấy size cho chị mà chị cãi em. Là tone á là em sẽ lấy cho mình về, chị giặt lên. À, bây giờ chị mua về em giao hàng tới là chị chỉ việc rời chất vải thôi ha. Rời chất vải đẹp như em nói, mình nhận hàng giúp em ha. Rồi mình giặt lên là nó sẽ rút lại một phần rồi, là mình mặc mới vừa nha. Tôn á mình không có được mặc giống như lụa đâu, mặc vừa quá là cái quần nó sẽ bị tét. Em bán bộ đồ này cho chị 3 bộ này đúng không, chị mặc 1 năm em bảo đảm là chưa rách chưa hư. Mắc cười chị kia lắm, 65 kg em đưa size 4 giấy TT không được Tâm ơi, kỳ lắm. Mặc vô nó rộng giống bà bầu không được. Thôi lỡ rồi chị lấy cho mẹ chị 5 bộ. Bữa sau đặt 10 bộ, em bán ngoài chợ nữa, có mang ra chợ bán nữa. Cái máy mang ra giao cho chị 10 bộ. 5 bộ lấy 5 bộ số 4 về chê rộng quá trời trả 5 bộ, mai lấy ra 10 bộ. Về mặc rộng quá rồi. Tưởng sao? Giặt lên. Tâm ơi chết cha rồi. Nó rút quá trời, phải lấy cho chị size rộng hơn. Để chị giặt lên mới vừa, bà cãi tôi không à. Vô tình tôi bán cho bà được 15 bộ à, thấy chưa. Em lấy cho các chị em mình là chị em mình cứ việc yên tâm nha. Yên tâm cho em. Mình về mình giặt lên đồ tô nó còn rút, chứ không phải giống như mấy cái thứ kia mà không rút. Có nhiều chị chưa mặc đồ tô, nói thấy em đăng đồ tô thấy đẹp quá mua về, thấy gửi về tới nhà cái, trời ơi sao gửi cho em size gì to quá vậy, mặc giống như những bà bầu á. Không có nha. Trời ơi Tâm bao đẹp, bao quảng cáo luôn. Em bản thân em có bị rồi, lúc trước em có mua đồ tôn cho mẹ cưng này á, mẹ em này á, mặc vô á, chưa mặc nữa, chưa giặt, mới giặt à, chưa kịp mặc nữa, mới giặt à. Mẹ ngồi mặc vô cái ngồi xuống, ủa Tâm Tâm, cái gì mẹ, nói trời, sao rồi con mới mua cho mẹ mà mẹ ngồi xuống nó tẹt một đường cái tạc. Mình cười không mà mình nói ai biết đâu, tại con thấy đẹp quá con mua cho mẹ vậy đó. Lần đầu tiên cũng như lần trong đời, thực sự là hồi đó cũng còn lúa lắm, hồi đó cũng còn lúa lắm chưa được như bây giờ đâu. Đó rất là đẹp, màu này quá trời đẹp luôn hả chị, nhu đẹp luôn đó. Siêu đẹp luôn. Nhận hàng là em bao chị yêu thương liền. Nguyễn Kiều, vải siêu đẹp nha. Khi tiền vô thôi quên, lại bán 80.000 mà lên live sale còn có 60.000 thôi, lẫn lắm. Vải bao đẹp luôn các tình yêu ơi, bao đẹp luôn. Lấy màu nhu nhu cho chị yêu cái. Áo em đang mặc bữa nay em xả lớn cho mình luôn á,
là 4 áo 100 ngàn nha. 4 áo 100 ngàn như em đang mặc, được kiểm tra hàng. Áo khoác 4 áo 100, được kiểm tra hàng cho em. Chất là bao đẹp cho các tình yêu của em luôn nha. Tôn, tôn phối em đang xả 5 bộ, 5 bộ mà có 300 ngàn thôi, 5 bộ mà có 300 ngàn thôi nha cả nhà. 5 bộ mà có 300 ngàn thôi nha. Đủ size cho mình luôn, từ 40kg tới 80kg, từ 40kg mà tới 80kg cho em nha. 40kg tới 80kg, vải siêu đẹp, được kiểm tra hàng nha. Vải siêu đẹp, được kiểm tra hàng nha các tình yêu ơi. Được kiểm tra hàng cho em, bao đẹp bao chất luôn, bao đẹp bao chất luôn nha. Được kiểm tra hàng cho em, chất cực kỳ đẹp. Đó, bao viết cho em luôn, được chưa? Bán giá tặng cho mình luôn, bán giá tặng cho cả nhà mình nha. Đó, là giá siêu mềm luôn. Em xả nhanh cho mình, 5 bộ 300, từ 40kg tới 80kg, 40kg tới 80kg em có size. Vải rất là xịn sò luôn á, tôn phối vải đẹp lắm luôn. Em chưa bán cho ai giá này hết, chỉ có trên like mới được giá này thôi. Chỉ có trên like mới được giá này thôi nha các tình yêu ơi. Đó, chỉ có trên like mới được giá này thôi. Chia sẻ like giùm em cho người thân bạn bè giúp em là được nha. Chia sẻ like cho người thân bạn bè giúp em là được. Rồi, em xả cho mình nè. Đồ thun này in 3D cho bé gái nha, từ 27kg tới 45kg vừa, từ 27kg tới 45kg vừa nha. Giá cho em là, ôi em gài rồi, để em mở ra. 5 bộ 150, 150. Em like 7 giờ á, mà để em like thêm xong cái lô này nữa thì em xuống. Xả cho em cả nhà ơi, xả cho em nè. 5 bộ 150, 5 bộ 150 thun in 3D, vải bao đẹp luôn, từ 27kg tới 45kg vừa nha. 27kg tới 45kg vừa, quần lỡ cho em bé gái, siêu đẹp luôn. 5 bộ 5 màu, 5 bộ mình được 5 màu cho em. 5 bộ 2, 5 bộ 150 ngàn, tính ra một bộ này chỉ có 30 ngàn thôi nha. Tính ra một bộ này chỉ có 30 ngàn thôi. Mua hàng mình được kiểm tra hàng, mua hàng là mình được kiểm tra hàng cho em nha. Siêu đẹp. Em xả cho mình 5 bộ 150, em xả cho mình 5 bộ 150, chất siêu đẹp luôn, thun in 3D. Rồi, ai chốt thì inbox em nha. Em lên lô này xong em xuống, tại tối rồi. Sáng em còn bán hàng nữa, em đi sớm. 5 bộ 150, năm bộ mình được 5 màu nha. Bé gái cho em từ 27kg tới 35kg, 27kg tới 45kg, chứ nói lộn, 27kg tới 45kg. 5 bộ được 5 màu nha các tình yêu ơi, 5 bộ được 5 màu cho em nha. Đó, ai chốt thì inbox em, ai chốt thì inbox em nha. 5 bộ, 5 bộ 150, siêu đẹp luôn. 5 bộ 150 nha. Đó, áo thun form rộng em xả 4 áo 100 nha. Áo thun form rộng em xả 4 áo 100 nha cả nhà. Áo thun form rộng em xả 4 áo 100, được kiểm tra hàng. Tay lỡ cho em nè, từ 40kg tới 65kg nha. Từ 40kg tới 65kg cho em. Vải siêu đẹp luôn, xả nhanh cho mình trên like. 4 áo 100, được kiểm tra hàng. Xuất sắc. Rồi, em còn một cái áo khoác đốm, em xả cho mình giá 80. Em còn một cái áo khoác đốm, em xả cho mình giá 80. Cái này của em là từ 60kg tới 65kg nha. 60kg tới 65kg, em còn một cái, em xả cho mình 80 áo khoác đốm. Ai thích thì inbox em. Còn một cái duy nhất luôn, xả cho mình 80 khoác đốm, vải siêu đẹp, mềm, trời ơi đã lắm luôn. Ai chốt cho em nè. Cái hàng này nó có 4 túi nha.
hai túi ngoài nè, hai túi ngoài hai túi trong, hai túi ngoài hai túi trong nha, siêu đẹp luôn. Tay xỏ ngón nè, tay xỏ ngón chống nắng, cái vải siêu mềm luôn, siêu đẹp được chưa. Xả cho mình luôn, còn một cái một à. Size này của nó là từ 60kg tới 65kg vừa, mặc ôm đẹp. Còn ai thích mặc rộng thì 50kg lượm luôn, được chưa. Còn ai thích mặc ôm nè, là từ 60kg tới 65kg là nó ôm vừa với người mình luôn. Có nhiều người thích ôm mà cũng có nhiều người thích rộng, tùy theo sở thích của mình thôi nha. Đấy, em còn một cái một, em xài cho mình 80.000. Ai thích ôm inbox em, ai thích inbox em, còn một cái một duy nhất luôn. Rồi em xuống like nha khách, em xuống like nha, chào cả nhà nha, hẹn cả nhà tối mai 7 giờ nha, trễ rồi em xuống like, chào cả nhà.